Đô thị mạnh nhất hoàn khố. Diệp Thần Phong. Chương 101, điên cuồng Diệp Đông Kiện. Hắc y thân thể của con người nặng nề té ngã trên mặt đất, tứ chi chính giữa gân tay cùng chân gân đều bị một nhập bốn bả tiểu đao cấp thứ đoạn, thân thể đồng dạng là không thể động đậy, nguyên bản thực lực của hắn còn cao hơn Diệp Thần Phong ra nhất đoạn lớn, kết quả nhưng bởi vì nhất thời sơ sẩy đại ý, trái lại tại lật thuyền trong mương. Thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra bốn bả một nhập hình tròn cột sắt chính giữa tiểu đao làm sao sẽ tự hành phát động công kích. Ngược lại hắc y nhân trong đầu linh quang vừa hiện, trong miệng đô lầm bầm nang đạo, chân kình phóng ra ngoài. Điều này sao có thể? Muốn làm đến chân kình phóng ra ngoài thực lực nhất định phải đạt được địa giai trình tự, với lại ta từ trên người hắn cảm giác không ra một tia chân kình chi lực. Hắc y nhân trong miệng nói chân kình phóng ra ngoài cùng Diệp Thần Phong sử dụng linh hồn lực phóng ra ngoài là cùng một cái nguyên lý, chỉ bất quá cổ võ cao thủ nhất định phải thực lực đạt được địa giai mới có thể thi triển chân kình phóng ra ngoài, mà hắc y nhân thực lực cách đột phá đến địa giai còn kém nhất đại đoạn ni. Thế nhưng Diệp Thần Phong tại sao có thể sử xuất cùng loại chân kình phóng ra ngoài chiêu thức ni? Cái này nhất điểm hắc y nhân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Diệp Thần Phong, người rốt cuộc là ai? Lẽ nào người cũng là cổ võ giới? Lúc này đến phiên hắc y nhân trong lòng tràn ngập nghi ngờ, hắn biết đô thị chính giữa đại gia tộc căn bản cũng không có thể bồi dưỡng được Diệp Thần Phong người như vậy, buồn cười là ngoại giới lại còn bả như vậy một cao thủ cho rằng là người ngu. Phần mông ngồi trên mặt đất thượng, sau giữa lưng vào hình tròn cột sắt Diệp Thần Phong hơi thở hỗn loạn, trên người không ngừng chảy xuôi máu tươi, có thể dùng sắc mặt hắn càng phát tái nhợt. Nói liên tục lời nói cũng không làm được gì lượng tới. Mà giữa lúc cái này thời gian Diệp Đông Kiện cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, cổ họng trong quát to một tiếng, liều lĩnh hướng phía không có cách gì nhúc nhích hắc y nhân vọt tới. Hắc y nhân thấy Diệp Đông Kiện biểu tình dữ tợn, trong lòng sinh ra sợ hãi, cái này trên thế giới có ai là không sợ chết ni. Trong miệng uy hiếp nói, các ngươi hay nhất lập tức bả ta cấp thả, bằng không ta thế lực sau lưng tuyệt đối có thể nhượng Diệp ra từ nước hoa tiêu thất. A, Diệp Đông Kiện hai mắt đỏ bừng, muốn khởi chết đi đại ca cùng đại tẩu, hắn tự không có cách gì dẹp loạn trong lòng nộ diễm, tướng nắm một nhập hắc y nhân trên cổ tay tiểu đao rút ra, đau hắc y nhân trong miệng tiếng hừ không ngừng. Bất quá kế tiếp mới là hắc y nhân chân chính ác mộng ni. Chỉ thấy Diệp Đông Kiện không chút do dự vung vẩy tiểu đao trong tay, từng đao đâm vào hắc y thân thể của con người trong. Ấm áp máu tươi phun Diệp Đông Kiện vẻ mặt, hắn liền lau khô tịnh khuôn mặt thượng máu tươi công phu cũng không có, trong tay từ đầu đến cuối không có đình chỉ vung vẩy lưỡi dao. Diệp Thần Phong thật thật không ngờ tiểu thúc của hắn hội thay đổi được điên cuồng như vậy. Nguyên bản đảng hắn khôi phục khí lực sau còn muốn thẩm vấn tên này hắc y nhân ni. Nhìn có thể không có thể có được một ít tin tức hữu dụng, dù sao tên này hắc y nhân chẳng qua là một con cờ. Phía sau chân chính sẽ đối phó Diệp gia thế lực, hắn nhất gật đầu tự cũng không có. Bất quá trải qua Diệp Đông Kiện lần này dằn vặt, sợ rằng hắc y nhân muốn sống sót cũng khó khăn, xem ra muốn từ hắc y nhân trong miệng nhận được hữu dụng tin tức là không thể nào. Hắc y nhân cổ họng trong không ngừng phát sinh đau kêu thanh, có thể là cái này phiến bãi đỗ xe đã sớm trước đó bị hắc y nhân cấp thanh lý qua, động tĩnh lớn như vậy, liền không có một người bị hấp dẫn qua đây. Cuối cùng Diệp Đông Kiện tướng tiểu đao nhắm ngay hắc y nhân trái tim, mũi đao dùng sức đâm vào lồng ngực của đối phương, hắc y nhân mắt mở thật to, dường như đến chết giờ khắc này, hắn đều không thể tin được, từ trước chỉ có người khác bị hắn dằn vặt chí tử, hắn nghĩ như thế nào không được mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Tiểu đao lưỡi dao tại hắc y nhân trái tim chính giữa dao động một phen sau, Diệp Đông Kiện mới chậm rãi buông lỏng ra chuôi đao, không có tướng tiểu đao từ đối phương trái tim chính giữa rút. Để tiểu đao như thế cắm hắc y nhân trái tim. Hắc y thân thể của con người sớm đã bị tiểu đao chát thiên sang bách khổng, có chút lỗ thủng thậm chí tượng một cái loại nhỏ suối phun thông thường, đang không ngừng ra bên ngoài rũng động cột máu. Diệp Đông Kiện tê liệt ngồi dưới đất, toàn bộ người đã bị đối phương máu tươi cấp nhiễm đỏ, có thể là vừa rồi đem người trong lực lượng tiêu xài sạch sẽ, lúc nào cũng không có nhúc nhích nửa phân. Chốc lát sau, Diệp Đông Kiện nộ đỏ hai con ngươi từ từ khôi phục thòng lui tới thần sắc, từ dưới đất đứng lên, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, tướng đối phương từ dưới đất đỡ lên. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt cái này huyết nhân trẻ con, trong lòng một trận cười khổ, nói rằng, tiểu thúc, người đây cũng là cần gì chứ?
Huống hồ hắn tịnh không phải chân chánh hung thủ sau màn. Nghe được Diệp Thần Phong nói thế, Diệp Đông Kiện mới hiểu được bởi vì hắn nhất thời xung động, tướng tất cả đầu mối đều cắt đứt, có chút áy náy nói, Thần Phong, xin lỗi, mới vừa rồi là tiểu thúc quá trùng động. Diệp Thần Phong lắc đầu nói rằng, không có việc gì, tiểu thúc. Giết thì giết đi, ta tin tưởng sau đó không lâu còn có thể có sát thủ tìm tới chúng ta, huống chi hiện tại chúng ta biết phía sau hung thủ cũng không làm nên chuyện gì, bằng ta thực lực bây giờ căn bản là báo không được thù. Tên này hắc y nhân sợ rằng cũng đối phương trong thế lực lợi hại nhất sát nhân vật ni. Nếu để cho bọn họ biết phái ra người bị chúng ta giết, hạ một lần nhất định sẽ phái ra cường hãn hơn sát thủ tới. Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu chặt, xem ra để thăng thực lực là lửa xém lông mày, nếu không ngày hôm nay hắn gặp may mắn, 90% trở lên hội chết tại hắc y nhân trong tay. Còn có cha mẹ hắn tai nạn xe cộ vậy mà dính đến cổ võ giới. Điều này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm cảnh giác, hắn không biết 500 năm trước hiện tại cổ võ giới cao thủ có bao nhiêu cường hãn, thế nhưng 500 năm sau cổ võ giới đã từ từ đi vào xuống dốc, cho nên đời trước Diệp Thần Phong mới không có cùng cổ võ giới người đã giao thủ, chỉ là đại khái lý giải cổ võ giới là thế nào một cái hình thức. Thần Phong, có muốn hay không bả sự tình hôm nay nói cho lão nhân? Diệp Đông Kiện nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói rằng, tiểu thúc, trước không nên đem chuyện này nói cho Gia Gia, hiện tại nói cho Gia Gia cũng là không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Gia Gia càng thêm trong cơn giận dữ, như vậy đối thân thể hắn đặc biệt không tốt. Như vậy danh hắc y thi thể của người ta nhượng người trở về cường binh huấn luyện doanh đi. Nhìn có thể hay không đủ dựa vào vân tay cha ra đối phương thân phận. Diệp Đông Kiện cũng đồng ý Diệp Thần Phong thuyết pháp. Tiểu thúc, thi thể người có thể cho người trở về đi. Thế nhưng nhất định phải tìm người tin cẩn, còn có chuyện này nghìn vạn không thể đủ tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần Phong biết phỏng chừng đem thi thể trở về đi cũng không tra được vật gì vậy, thế nhưng nếu tiểu thúc của hắn đề nghị, để hắn trở về đi nhìn thử một chút cũng không phải là không thể được. Thần Phong, nếu không ngươi cũng cùng ta cùng nơi trở về cường binh huấn luyện doanh đi. Trên người ngươi cùng với thủ thượng tổn thương phải mau sớm xử lý một chút. Diệp Đông Kiện có chút quan tâm nói. Diệp Thần Phong một tiếng cự tuyệt, nói rằng, tiểu thúc, ta nhận được đều là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại, mấy ngày nữa ta có thể phải ly khai thiên hải một đoạn ngày, chờ ta lúc trở lại thực lực sẽ phải tăng nhiều, đến lúc đó ta cũng giúp tiểu thúc ngươi đề thăng thực lực đi. Hiện nay Diệp gia không biết bị phương nào thế lực theo dõi. Hiện tại dòng chính giữa chỉ còn lại có Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiệt, nếu như sát thủ tìm tới Diệp Thần Phong lời nói. Hắn còn có chút nắm chặt có thể chu toàn ni. Thế nhưng nếu như sát thủ tìm tới Diệp Đông Kiện ni. Diệp Đông Kiện không phải là bị trong nháy mắt miểu sát nguyên liệu mà. Cho nên vì lý do an toàn Diệp Thần Phong chỉ có thể kéo nắm hắn cái này tiểu thúc. Chương 102, biên cảnh hành trình. 5 ngày sau, Diệp Thần Phong ngồi máy bay đi tới cự ly biên cảnh gần nhất tòa thành thị, nếu muốn đi nguyên thủy xâm lâm chính giữa tìm kiếm Vân Đằng Cô. Như vậy hắn nhất định phải trước muốn đi một chuyến Thiết Ngưu gia, trước đây Thiết Ngưu thế nhưng chừa cho hắn địa chỉ, dù sao nguyên thủy xâm lâm lớn như vậy, chỉ dựa vào hắn một người tiến đi tìm lời nói, còn không biết phải tìm được ngày tháng năm nào đi. Bất quá khi Diệp Thần Phong muốn xe taxi thời gian, tài xế xe taxi vừa nghe nói địa phương hắn muốn đi sau, sôi nổi cự tái. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiết Ngưu gia Tây Viên trấn ở vào nguyên thủy xâm lâm sát biên giới. Đi thông Tây Viên trấn con đường cực kỳ khó đi, còn có chính là nguyên thủy xâm lâm sát biên giới khu vực là không chính phủ quản hạt giải đất, tùy thời khả năng nhô ra một cái chặn đường cướp đoạt và vân vân. Những này tài xế có thể không muốn vì kiếm một điểm nhỏ tiền mà mạo lớn như vậy nguy hiểm. Như thế nhượng Diệp Thần Phong làm khó, nếu như chỉ là dựa vào đi bộ đi tới Tây Viên trấn lời nói, ít nói cũng phải muốn 10 tới mấy giờ đi. Diệp Thần Phong đứng tại xe tới xe đi trên đường cái, đột nhiên thấy bên cạnh khúc quanh, năm tên dáng vẻ lưu manh nam nhân trong tay cầm dao găm, chính vây một người trung niên nam nhân khuôn mặt thượng tràn đầy khủng hoảng. Xem ra khoảng cách này biên cảnh thành thị gần nhất chỉ an quả nhiên điều không phải rất tốt, lại có thể có người dám tại trên đường cái làm ra cướp bóc hoạt động tới. Lẽ nào nơi này cảnh sát đều là ăn không ngồi rồi sao? Quốc gia thật là nuôi một đám giá áo túi cơm. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, cấp ta cút sang một bên. Giữa lúc Diệp Thần Phong trầm tư chi tế,
Khúc quanh một gã cướp bóc nam nhân thấy được Diệp Thần Phong chính nhìn bọn họ ở đây ni. Vì vậy liền mở miệng uy hiếp. Bởi năm ngày trước Diệp Thần Phong cùng hắc y nhân đối chiến, thủ thượng bị nghiêm trọng tổn thương, thậm chí đầu khớp xương đều có chút gãy lìa. Mặc dù nói mấy ngày nay hắn không ngừng cho mình trị liệu, thế nhưng lúc này hai tay hắn thượng còn quấn bạch sắc băng vải ni. Năm tên cướp bóc nam nhân thấy Diệp Thần Phong cái này phó túng dạng, tự nhiên mà vậy bả hắn phân loại đến thứ hèn nhát trong hàng ngũ đi. Diệp Thần Phong đều không phải nhất người thích xen vào việc của người khác, thế nhưng lời của đối phương nhượng hắn nghe được đặc biệt khó chịu, nguyên bản ở trong lòng vì đánh không xe taxi mà phiền não lắm. Ngoài miệng hí ngược hỏi, ta xem như thế nào lắm? Hắc, ngày hôm nay chúng ta xem như là gặp phải một cái cực phẩm, không phát hiện đến cầm trong tay là cái gì không? Vừa mới mở miệng uy hiếp nam nhân đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, đung đưa trong tay sắc bén dao găm, khuôn mặt thượng tràn đầy chẳng đáng. Phanh một cước, Diệp Thần Phong trực tiếp tung chân đá tại nam nhân trên bụng của, Diệp Thần Phong một cước này nắm chặt lực đạo tương đối vừa phải, không có tướng nam nhân gấp đoán bay ra ngoài. Danh nam nhân khom lưng tượng chỉ nấu thục đại hà, trong miệng ói không ngừng, dường như muốn tướng toàn bộ dạ dày đều phun ra thông thường. Hai bên trái phải nam nhân bốn gã đồng bọn đang chuẩn bị xem kịch vui ni. Ai biết nói tới như thế nhất ra, thật lâu thời gian mới phản ứng được, miệng quát các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, làm chết tiểu tử này. Động tĩnh bên này đưa tới trên đường phố cái khác người đi đường chú ý, bất quá không ai đi lên vươn viện thủ, thậm chí ngay cả người vây xem cũng không có. Loại chuyện này tại nơi này là thường xuyên phát sinh. Thế cho nên sinh hoạt tại tòa thành thị này người đã là thấy nhưng không thể trách. Nguyên bản bị vây quanh trung niên nam nhân trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay mình là chạy không khỏi một kiếp này, ai biết đạo nửa đường lại là giết đi ra cái trình rảo kim. Ngay trung niên nam nhân ngây người chi tế, bốn gã cầm trong tay dao găm nam nhân bao quanh vây Diệp Thần Phong, bốn bả dao găm từ bốn cái bất đồng góc độ đâm về phía Diệp Thần Phong. Theo người ngoài Diệp Thần Phong là bị thương không thể nghi ngờ, căn bản cũng không khả năng lẫn mất khai như vậy thế tiến công. Thế nhưng kẻ khác kinh ngạc sự tình xảy ra, chỉ thấy Diệp Thần Phong hai chân đặng địa, thân thể dĩ nhiên là lăng không nhảy lên hai thước cao, một cái 360 độ tảo đường chân, đá vào bốn gã nam nhân khuôn mặt thượng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nhỏ nhẹ tiếng xương vỡ vụn ở trong không khí quanh quẩn. Bốn gã nam nhân không nghi ngờ chút nào bị đá bay ra ngoài, trên mặt đầu khớp xương đều biến hình, mũi toàn bộ lõm đi xuống, đau đến cổ họng trong kêu cha gọi mẹ. Lúc này bọn họ xem như là biết bản thân đá phải thiết bản lên rồi, trước mặt tên này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thanh niên nhân, lại còn là một cái luyện gia tử. Một đám trong lòng kêu khổ thấu trời. Mắt sinh trưởng ở ta trên mặt mình, ta nghĩ nhìn cái gì tự nhìn cái gì. Hiện tại các ngươi còn có ý kiến gì không? Diệp Thần Phong thực sự không có hứng thú cùng như vậy tiểu người sống tạm bợ không chấp nhặt. Năm tên mới vừa rồi còn dáng vẻ bệ vệ tràn đầy nam nhân lắc đầu liên tục, trong miệng mơ hồ không rõ nói rằng, chúng ta không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến, ngài muốn nhìn cái gì tự nhìn cái gì, thì là ngài muốn xem chúng ta cha mẹ già nương thân thể, chúng ta cũng không dám có thành kiến. Nói xong năm tên nam nhân dắt dìu nhau đối phương, lảo đảo nghiêng ngã thoát đi hiện trường, bọn họ cũng không muốn lại bị Diệp Thần Phong đá thượng nhất hai chân, đến lúc đó bọn họ cũng liền mệnh đều nếu không có. Đối với năm tên nam nhân hồ ngôn loạn ngữ, Diệp Thần Phong một trận cười khổ, ai muốn xem bọn hắn cha mẹ già nương thân thể. Hắn thật đúng là sợ nhìn hội châm dài mắt ni. Theo năm tên nam nhân rời đi, trên đường phố lại khôi phục thòng lui tới dáng dấp, thậm chí ngay cả cái báo cảnh sát người hảo tâm cũng không có. Nơi này chị An thật là quá kém, liên đới thị dân tố chất cũng trở nên kém. Tiểu huynh đệ, vừa rồi đa tạ ngươi giúp ta giải vây, ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Tướng mạo đặc biệt nhã nhặn trung niên nam nhân đi lên trước hỏi. Diệp Thần Phong có thể không có hứng thú tại ở đây trì hoãn, hắn phải nghĩ biện pháp tìm xe taxi, dẫn hắn đi Tây Viên Trấn Ni. Vì vậy tùy nói từ chối đạo, không có hảo cảm gì tạ ơn, ta cũng chỉ là thuận lợi mà thôi. Ta còn có chuyện phải làm ni. Trung niên nam nhân thoáng dừng lại một chút tiếp tục nói, thứ cho ta đừng đột hỏi một câu, xin hỏi tiểu huynh đệ có chuyện gì gấp. Không biết ta có giúp được không ni. Đúng vậy, trước mặt tên này trung niên nam nhân vừa nhìn chính là cái thương nhân,
với lại có lẽ là nơi này người địa phương ni. Nếu như đối phương có xe có thể dẫn hắn đi Tây Viên Trấn lời nói, không phải giải quyết phiền toái mà. Ta muốn đi Tây Viên Trấn, bất quá không có xe taxi nguyện ý đi. Diệp Thần Phong gọn gàng dứt khoát nói rằng, Tây Viên Trấn, tiểu huynh đệ, gần nhất Tây Viên Trấn có thể không yên ổn à? Ngươi đi vào trong đó làm gì? Trung niên nam nhân vừa nghe nói Diệp Thần Phong muốn đi Tây Viên Trấn, khuôn mặt thượng lộ ra một vòng lo lắng. Ta đi nhìn cái bằng hữu, thuận tiện có một số việc muốn làm. Diệp Thần Phong qua loa cái đó từ nói rằng. Trung niên nam nhân trầm ngâm một lát sau, cuối cùng vẫn nói rằng, tiểu huynh đệ, nếu vừa rồi ngươi giúp ta giải vây, như vậy ta sẽ đưa ngươi đi Tây Viên Trấn đi. Ta nghĩ dùng thân thủ của ngươi đi vào trong đó sẽ không có vấn đề gì. Trung niên nam nhân dường như ở trong lòng làm rất lớn dẫy dụa sau, mới làm ra như thế một cái lựa chọn. Gặp đối phương muốn đưa hắn đi Tây Viên Trấn, Diệp Thần Phong cũng đều không phải cái giả mồm cãi láo người, dù sao hiện ở trong lòng hắn bức thiết muốn để thăng thực lực, sớm một chút đến Thiết Ngưu gia, là có thể sớm một chút biết Vân Đằng cô tại Nguyên Thủy Sâm Lâm chính giữa vị trí cụ thể. Chương 103, Dê Béo. Cùng trung niên nam nhân bắt chuyện chính giữa Diệp Thần Phong hiểu được một ít đối phương cơ bản tin tức, trung niên nam nhân tên là Mao Khang Bình là phụ cận một gã thương nhân, về phần là làm cái gì mua bán Diệp Thần Phong cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng không có hứng thú hiểu rõ ràng như vậy, nếu không Mao Khang Bình có thể lái xe dẫn hắn đi Tây Viên Trấn, hắn đã sớm xoay người đi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, hai người ở trong thành tửu điếm nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mao Khang Bình lái một chiếc lộ hổ xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Dùng Mao Khang Bình ý tứ là đi thông Tây Viên Trấn con đường gồ ghề, đừng nói là khai cái gì xe thể thao, coi như là lái Lamborghini tới cũng không đính dụng a. Còn là mở đường hổ tới thống khoái, nếu không thời gian eo hẹp túc lời nói, Mao Khang Bình vẫn còn muốn tìm một chiếc hãn mã ni. Tên kia coi như là ở trong núi khai cũng là như dẫm trên đất bằng a. Quả nhiên giữa đường hổ lái ra trong thành sau, đường bắt đầu thay đổi được không bằng phẳng lên, nếu như khai phổ thông xe tới, phỏng chừng phần mông cũng phải muốn điên hư thúi. Khoảng chừng khai hơn nửa giờ sau, chu vi thay đổi được hoang tàn vắng vẻ lên, gồ ghề đường đối người điều khiển kỹ thuật cũng chỉ một loại suy tính, dù sao trong lúc rảnh rỗi Diệp Thần Phong cũng tự cùng lái xe Mao Khang Bình nói chuyện tào lao lên, người nói Tây Viên Trấn gần nhất không yên ổn, đây là có chuyện gì? Diệp Thần Phong nhớ lại ngày hôm qua Mao Khang Bình đã nói. Mao Khang Bình nhất vừa chú ý đoạn đường, vừa nói, Diệp huynh đệ, ngươi là không biết a. Tây Viên Trấn nguyên bản chính là chính phủ quản hạt đích thực đất chống mang, ngươi nói cái loại địa phương đó có thể thái bình đi nơi nào. Ta nghe nói gần nhất có một người đạo tặc tại Tây Viên Trấn an trại hạ trại, bà nguyên bản coi như hòa hài Tây Viên Trấn khiến cho là ô yên chướng khí. Cho nên khi Diệp huynh đệ đưa ra muốn đi Tây Viên Trấn thời gian ta mới có thể do dự a. Bất quá Diệp huynh đệ, thân thủ của ngươi mặc dù tốt, thế nhưng hay nhất còn là gặp xong bằng hữu của ngươi chúng ta tự lập tức rời đi, đám kia đạo tặc có thể đều không phải nhai bên tên côn đồ, trong tay bọn họ thế nhưng có thứ thiệt báng súng tử. Mao Khang Bình hiện ở trong lòng còn có chút phát bó buộc ni. Bất quá hắn là một cái hiểu được tri ân báo đáp người, nếu không Diệp Thần Phong thay hắn giải vây. Đánh chết hắn cũng sẽ không tới Tây Viên Trấn, hắn còn nghe nói đoạn thời gian trước tiến nhập Tây Viên Trấn thương nhân không có trở ra qua. Lẽ nào phụ cận đây thành phố cảnh sát cục đều là bài biện sao? Bọn họ đối những, này đạo tặc tự không quan tâm. Diệp Thần Phong cau mày nghi vấn hỏi. Diệp huynh đệ, lúc này ngươi thật đúng là nói đúng, phụ cận thành phố cảnh sát cục thật đúng là đều là bãi thiết, chỉ cần những. Này đạo tặc không tiến vào thành thị đi vào nhà cướp của. Bọn họ những này làm cảnh sát tự mở một con mắt nhắm một con mắt, đương làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Đang khi nói chuyện Mao Khang Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều nói là cảnh sát là nhân dân công bộc, nơi này cảnh sát trái lại đem mình bản chức quên mất không còn chút nào. Tây Viên Trấn từ tên thượng nghe tới là một tòa thành trấn, kỳ thực nó chẳng qua là một cái tương đối lớn thôn trang mà thôi, người trong thôn chủ yếu dùng làm ruộng cùng săn thú mà sống. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần Phong đường nhìn có thể đạt được chỗ xuất hiện một tòa thôn trang, xem ra là lập tức muốn đến Tây Viên Trấn. Bất quá khi lộ hổ lại hành xử 5-6 phút sau, tiền phương gồ ghề trên đường thình lình bị người đặt đưa một đạo chướng ngại vật trên đường,
tại chướng ngại vật trên đường hai bên trái phải còn đứng 5-6 danh thân thể cường tráng nam tử, trong tay của bọn nọ đều cầm súng máy bắn tự động, tuy nói cái này loại thương tại hôm nay thời đại này sớm bị đào thải, nhưng là bất kể là mèo muôn mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Cái này loại bị đào thải súng máy bắn tự động cũng có thể nhất thương giải quyết một người tính mệnh. Mao Khang Bình thấy trước mặt tình huống bất thường, muốn quay đầu lại trở về khai, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến phanh một tiếng súng vang, khẩn đón một đạo tục tằng thanh âm truyền vào Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình trong lỗ tai, nếu như muốn chết, cứ tiếp tục quay đầu lại, lão tử trong tay đạn thế nhưng không chừng ánh mắt. Mao Khang Bình khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ, nói rằng, Diệp huynh đệ, lúc này xem ra chúng ta được muốn đàng hoàng đứng ở Tây Viên Trấn một đoạn thời gian thật lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc, những này gà mờ đạo tặc, hắn căn bản không để vào mắt, phải giải quyết những người này cũng dở tay nhấc chân chuyện giữa mà. Sáu gã đạo tặc trong tay cầm súng máy bắn tự động, đi tới Mao Khang Bình lộ hổ trước mặt, một người trong đó nói rằng, xem ra hôm nay xem như là đợi được một con dê béo, có thể lái nổi lộ hổ người, nhất định là có tiền phú thương, vừa vặn chúng ta còn khuyết nhất chiếc xe ni. Chiếc này lộ hổ trái lại thật thích hợp. Cũng không biết là tên khốn kiếp nào bả tin tức truyền ra ngoài, nói là Tây Viên Trấn bị chúng ta cấp chiếm lĩnh, trong khoảng thời gian này tới Tây Viên Trấn người là càng ngày càng ít ra. Sáu gã đạo tặc ngươi một lời, ta một lời, căn bản không có tướng bên trong xe Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình nhìn ở trong mắt. Hai người các ngươi còn ngu ngồi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi hai cái xuống xe sao? Đi tuốt ở đằng trước một gã đạo tặc hướng phía bên trong xe quát dẹp đường. Mao Khang Bình mang không kịp thất tự chủ lái chỗ ngồi đi xuống, Diệp Thần Phong tắc là phi thường bình tĩnh từ phó điều khiển thượng đi xuống, hắn không có ý định lập tức xuất thủ giải quyết cái này sáu gã giặc cướp. Tây Viên Trấn trong khẳng định còn có bọn họ đồng bọn ni. Huống chi những người này đều không phải bả Diệp Thần Phong bọn họ hai cái cho rằng là dê béo sao. Diệp Thần Phong làm sao có thể đủ nhanh như vậy nhượng những người này thất vọng ni. Hắn thế nhưng cái đặc biệt người hiền lành a. Chờ thêm hội đạt tới Tây Viên Trấn sẽ đem thổ phỉ oa tận diệt chẳng phải là càng thêm sảng khoái. Các vị huynh đệ, hai chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, xe có thể cho ngươi môn, trên người chúng ta tiền cũng đều có thể cho ngươi môn, ngươi xem các vị có thể hay không đủ thả ta môn một con ngựa. Mao Khang Bình bả toàn thân cao thấp tiền toàn bộ cấp móc ra. Dẫn đầu đạo tặc tướng Mao Khang Bình tiền cấp thu vào túi tiền, Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, đừng có nằm mộng, đi tới Tây Viên Trấn còn muốn rời khỏi sao. Sau đó trở lại Tây Viên Trấn cấp bằng hữu của các ngươi gọi điện thoại, để cho bọn họ tới Tây Viên Trấn vui đùa một chút, ta nghĩ bằng hữu của các ngươi cũng nhất định rất có tiền đi. Xem ra cái này bang phỉ đồ suy nghĩ ngược lại cũng rất tốt xử, còn hiểu được lợi dụng bán hàng đa cấp thủ đoạn. Dẫn đầu đạo tặc gặp Mao Khang Bình không nói gì nữa, quát dẹp đường, hai người các ngươi cút cho ta đến chỗ ngồi phía sau đi, nếu là dám động cái gì oai suy nghĩ lời nói, ta sẽ nhường các ngươi tử rất khó nhìn. Mao Khang Bình bi thương thích lôi kéo Diệp Thần Phong đi lên lộ hổ ngồi phía sau, nhỏ giọng tại Diệp Thần Phong bên cạnh nói rằng, Diệp huynh đệ, những người này cũng đều là bỏ mạng đồ, theo ta thấy chúng ta còn là không nên thắng lợi dễ dàng vọng động tốt. Mao Khang Bình là sợ Diệp Thần Phong thanh niên nhân hỏa khí đại, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không được tính tình, cùng cái này bang đạo tặc làm, vậy coi như thật không dễ làm, tuy rằng hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong thân thủ thật là không tệ, thế nhưng có câu điều không phải nói như vậy mà. Thân thủ cho dù tốt cũng sợ thái đao, huống chi là đối mặt càng thêm có lực sát thương báng súng tử. Diệp Thần Phong đối Mao Khang Bình ấn tượng coi như là không tệ, vội vã gật đầu xem như là đồng ý đối phương thuyết pháp. Nguyên bản hắn không có ý định tại ở đây động thủ, chờ đến Tây Viên Trấn sau, những này đạo tặc thì sẽ biết Diệp Thần Phong là một con khoác da dê ác lang. Chương 104, dê béo thay đổi ác lang. Gần 10 phút sau, đạo tặc lái Mao Khang Bình lộ hổ lái vào Tây Viên Trấn, tại Tây Viên Trấn lối vào đã vây một đám người, trong đó đại đa số nhân thủ chính giữa đều cầm súng bọn cướp, cổ họng trong phát ra vui sướng tiếng kêu lạ. Bắt cóc Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình đạo tặc vừa rồi nên tự gọi điện thoại thông chi Tây Viên Trấn đồng bọn, những người này là đang vì hôm nay thu hoạch mà hài lòng ni. Diệp Thần Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe đại khái quét mắt một lần,
đám này phỉ đồ nhân số tại 100 người tả hữu, thủ chính giữa có súng bọn cướp nhân số khoảng chừng một nửa, tại những này phỉ đồ phía sau còn đứng một đám ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận cả trai lẫn gái, những người này phải là nguyên bản ở tại Tây Viên Trấn người. Từ Tây Viên Trấn bị cái này bang đạo tặc cấp chiếm lĩnh, bọn họ những thôn dân này cũng nỗ lực phản kháng qua, bất quá chỉ cần là phản kháng người, sẽ không có một cái có tốt kết quả, đều ở đây phỉ đồ báng súng tử hạ hy sinh tính mệnh, lâu ngày tựu không người nào dám lại đứng ra phản kháng. Hai người các ngươi đợi xuống xe cấp ta thành thật một chút, bằng không cho các ngươi nếm thử ra gia thủ bom neutron uy lực. Ngồi ở lộ hổ chủ chỗ điều khiển vị thượng đạo tặc quát dẹp đường. Ngoài xe đứng tại một đám đạo tặc trước mặt nhất là một gã khuôn mặt trên có lưỡng đạo đao ba trung niên hán tử, khuôn mặt râu quai nón, cường tráng khí lực, thắt lưng gian còn biệt một cây súng lục. Tên này trung niên hán tử là cái này bang phỉ đồ thủ lĩnh, bởi vì họ Lưu, người khác cho hắn lấy một cái đao ba Lưu biệt hiệu. Lão đại, cái này hai chỉ chính là dê béo, ngươi xem bọn hắn khai chiếc này lộ hổ tối thiểu muốn trên 100 vạn ni. Bắt cóc Diệp Thần Phong bọn họ hai cái đạo tặc đi tới đao ba Lưu trước mặt, giọng nói cung kính nói. Đao ba Lưu dương mắt quan sát một phen Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình, trong miệng nói rằng, không tệ, không tệ, tốt ít ngày không có dê béo tới Tây Viên Trấn, hôm nay thu hoạch đáng giá thật tốt ăn mừng một trận, buổi tối cấp các huynh đệ lái một chút huân. Lão đại anh minh, lão đại uy vũ, đao ba Lưu sau lưng một đám thủ hạ cổ họng trong hô lớn. Khuôn mặt thượng tràn đầy một loại khác thường vui sướng. Diệp Thần Phong đối với những người này vui mừng cười nhạt, lẽ nào cái này bang đạo tặc tại Tây Viên Trấn liền khối thịt đều không kịp ăn sao? Vừa nghe nói khai trai tựu cao hứng không có bên. Bất quá cái này bang đạo tặc thôn dân sau lưng vừa nghe nói đao ba Lưu buổi tối muốn khai trai, trong con ngươi đều trưng bốc lên thịnh nộ, một đám rất nhanh nắm tay, nếu không chu vi có súng bọn cướp đối chuẩn lời của bọn họ. Phỏng chừng bọn họ sớm tựu như cùng tức giận dã thú bộc phát ra. Mà thôn dân chính giữa nữ tính khuôn mặt thượng tràn đầy sợ hãi, thậm chí có nữ tính thân thể không khỏi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đao ba Lưu trong miệng khai trai chính là làm trên giường vận động, mấy ngày nay đã không biết có bao nhiêu Tây Viên Trấn nữ tính bị cái này bang đạo tặc cấp làm bẩn, có đôi khi bọn họ ác thú vị bay lên thời gian, thậm chí hội nhiều người đùa bỡn một nữ nhân. Vì thế có thật nhiều Tây Viên Trấn nữ tính chịu không nổi cái này loại không thuộc mình đối đãi tự sát. Hai người các ngươi nếu là muốn tại Tây Viên Trấn qua tốt một chút, gọi điện thoại cho các ngươi có tiền bằng hữu hoặc thân thích tới nơi này, bằng không chúng ta cũng không có thời gian nuôi vô dụng người. Đao ba Lưu nhìn Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình nói rằng, đang khi nói chuyện tay phải còn không ngừng vuốt súng lục bên hông ni. Mao Khang Bình sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trong lúc lơ đảng liếc miết bên cạnh Diệp Thần Phong. Chỉ thấy Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, khuôn mặt thượng thậm chí còn lộ vẻ một vòng như có như không dáng tươi cười, hình như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ân công, thật chính là ngươi sao? Thôn dân trong đám người đột nhiên chạy đến một gã thật thà hán tử, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Thần Phong, người này không phải là ban đầu ở chợ đêm bán vân đằng cô cấp Diệp Thần Phong Thiết Ngưu mà. Thiết Ngưu, lần này ta là riêng tới tìm ngươi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, ngược lại Thiết Ngưu trên mặt kích động hóa thành áy náy, nói rằng, ân công, là chúng tôi hại ngươi a. Hiện tại bọn ta thôn trấn tình huống ngươi cũng thấy đấy, chúng tôi. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Thiết Ngưu, cái này không thể trách ngươi, ba người bệnh nhìn kỹ sao. Vừa nhắc tới phụ thân, Thiết Ngưu nặng nề thán ra một hơi thở, nói rằng, chúng tôi mang theo chúng tôi đa đi trong thành thật nhiều bệnh viện lớn ni. Thế nhưng tiền tốn ra, chúng tôi đa bệnh lại nhất điểm cũng không thấy tốt hơn. Thiết Ngưu, sau đó ta giúp ngươi đi xem, có thể ba người bệnh ta có thể chữa cho tốt cũng nói không nhất định. Diệp Thần Phong ăn nói tự nhiên hoàn toàn không giống như là bị đạo tặc ép buộc thông thường. Đao ba Lưu thần sắc âm trầm xuống, đối Diệp Thần Phong quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi là đầu có chuyện không được sao? Lẽ nào ngươi không biết bây giờ là trạng huống gì? Đao ba Lưu đối Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh đặc biệt khó chịu nhanh. Lão đại, ngài xin bớt giận, vì một con dê béo chọc tức thân thể cũng không tốt. Bắt cóc Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình danh giặc cướp nịnh nọt nói rằng. Đao ba Lưu cái này mới đưa trong lòng khó chịu nhanh thoáng thở bình thường vài phần, đối phía sau thôn dân chính giữa một gã 17-18 tuổi thiếu nữ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói rằng, ngươi tới đây cho ta.
Người thiếu nữ kia lớn lên tươi ngon mọng nước, nghe được Đao Ba Lưu kêu to sau, thủy uông uông trong đôi mắt to tràn đầy sương mù, kiều tiểu thân thể không ngừng run rẩy. Cấp lão tử chủ động nhất điểm, bằng không nhà ngươi người một cái cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai thái dương. Đao Ba Lưu gặp thiếu nữ chậm chạp bất động thân, tức khắc đề cao vài phần âm lượng quát dẹp đường. Tây viên trấn thôn dân là một đám trợn mắt tương đối, nhưng nhìn đến chu vi đối cho phép bọn họ đầu báng súng tử sau, ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Thiếu nữ về mùa đông như kinh đi tới Đao Ba Lưu trước mặt, vì gia chính giữa cha mẹ của, nàng không làm không được ra lựa chọn như vậy tới. Thiết Ngưu, đây là có chuyện gì? Diệp Thần Phong cau mày hỏi. Thiết Ngưu tướng cái này bang phỉ đồ xúc sinh hành vi nhất ngũ nhất thập đối Diệp Thần Phong giảng thuật một lần, nghe được Diệp Thần Phong trong lòng mắng to, xúc sinh không bằng, thật là xúc sinh không bằng a. Chẳng lẽ còn muốn ta động thủ giúp ngươi cởi quần áo sao? Đao Ba Lưu thấy thiếu nữ thương cảm sợ sợ mô dạng, khơi dậy nội tâm hắn vặn vẹo một mặt, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm môi khô khốc. Giữa lúc thiếu nữ hoàn toàn tuyệt vọng chi tế, đã thân thủ đi cởi ra trên y phục nút buộc, Diệp Thần Phong đột ngột quát dẹp đường, chậm đã, các ngươi đám hỗn đản kia đều đáng chết. Diệp Thần Phong mặc dù nói không hơn là người tốt lành gì, thế nhưng tối thiểu đối đãi điểm mấu chốt vẫn phải có, cái này bang phỉ đồ hành vi đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Tiểu tử ngươi xem ra là thật chán sống đi, lại dám đánh nhiễu lão đại của chúng ta hưởng thụ. Bắt cóc Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình danh đạo tặc dùng báng súng tử nhắm ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị nổ súng. Bất quá khi danh đạo tặc nâng lên báng súng tử trong nháy mắt, Diệp Thần Phong một cước đã đạp ra ngoài, chuẩn xác không có lầm đá vào danh phỉ đồ khuôn mặt thượng, đạo tặc trong miệng hét thảm một tiếng, ầm ầm đảo địa. Khẩn đón Diệp Thần Phong một cước trực tiếp giẫm nát danh phỉ đồ khuôn mặt thượng, trong không khí vang lên tinh mịn răng rắc thanh. Danh phỉ đồ toàn bộ đầu bị Diệp Thần Phong một cước này đạp vào trong bùn đất, nơi cổ đầu khớp xương hoàn toàn vỡ vụn khai tới, đã là tử không thể đủ tại tử. Xúc sinh không bằng gì đó, thật mẹ nó cho rằng lão tử là dê béo. Đang khi nói chuyện Diệp Thần Phong đế giày bản còn đang danh phỉ đồ trên y phục cà cà. Chương 105, tàn sát. Danh toàn bộ đầu bị Diệp Thần Phong đạp tiến trong bùn đất đạo tặc, đầu bộ vị bùn đất bị máu tươi cấp nhiễm đỏ. Tông nâu trong bùn đất thỉnh thoảng sùng sục toát ra máu tươi tới, người bên ngoài nhìn từ đàng xa đi tới tự tượng là một cổ thi thể không đầu, thật là kinh khủng. Diệp Thần Phong cái này một loạt động tác cơ hồ là phát sinh ở trong nháy mắt, thế cho nên bất kể là ở đây đạo tặc còn là thôn dân, không có một là tại trước tiên phản ứng kịp. Danh nửa người trên y phục nút buộc cởi ra đến một nửa thiếu nữ, chớp chớp trong đôi mắt to sương mù còn chưa khô thấu. Nàng cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong tàn nhẫn thủ đoạn mà nội tâm sản sinh sợ, trong lòng nàng trái lại có một loại vui sướng, tại nàng hiện tại xem ra Diệp Thần Phong dường như chính là từ trên trời giáng xuống Bạch Mã Vương Tử. Cùng Diệp Thần Phong đồng hành Mao Khang Bình miệng hơi mở, hắn tuyệt đối thật không ngờ Diệp Thần Phong hội tại cái này thời gian xuất thủ, hơn nữa còn là dùng cái này loại cường hãn thủ đoạn. Ngược lại Mao Khang Bình từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại. Diệp Thần Phong từng binh sĩ thực lực hắn không có gì tốt hoài nghi, vấn đề là cái này bang đạo tặc cũng không chỉ một hai người, số người của bọn họ cao tới hơn trăm người ni. Với lại chí ít phần nửa nhân thủ chính giữ kiềm giữ hỏa lực vũ khí, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, chỉ thấy Đao Ba Lưu chấn động rớt xuống thân thể, từ bên hông nhanh chóng rút ra một cây súng lục, hiện tại hắn xem như là biết Diệp Thần Phong cũng không phải một con dê béo, mà là một con sói đội lốt cửu A. Ân công! Cẩn thận, Thiết Ngưu là một thật thà người thành thật, thân thể lập tức đáng đến Diệp Thần Phong trước mặt, tại hắn cho rằng Diệp Thần Phong đã từng tại chợ đêm thời gian giúp hắn, hắn tự nhiên phải ân báo đáp. Đao Ba Lưu trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, miệng quát các ngươi cấp ta hết thảy đều đi tìm chết. Ngón tay trừ động cò súng, Đao Ba Lưu đã không kịp đợi chặn đánh tế Diệp Thần Phong, vừa rồi thủ đoạn của đối phương quả thật làm cho hắn trong lòng đều phát lạnh. Sợ rằng ngày hôm nay muốn chết điều không phải ta đi. Diệp Thần Phong thân ảnh giống như quỷ mị, không biết lúc nào bỏ qua cho trước người Thiết Ngưu, xuất hiện ở Đao Ba Lưu trước mặt, tay phải nắm Đao Ba Lưu súng lục nòng súng. Chỉ thấy nòng súng hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cấp bóp dẹp, căn bản là không có cách gì bắn ra đạn tới, nếu như dám muốn bóp cò lời nói, 100% hội bộc lồng ngực, nói không chừng Diệp Thần Phong không có chăn đạn giết chết,
đao ba lưu cầm súng lục thủ hội bị bộc lồng ngực uy lực mà nổ tan. Ngươi cấp ta buông ra. Diệp Thần Phong thân ảnh thật sự là quá mức quỷ dị, vừa tối thiểu còn cách hắn có hơn 20 mễ xa, thế nào thời gian một cái nháy mắt tựu đến trước mặt của hắn. Điều này làm cho đao ba lưu trên trán không kiềm hãm được toát ra mồ hôi lạnh, sợ rằng thế giới cấp chạy nhanh quán quân cũng không có loại tốc độ này đi. Diệp Thần Phong hồn nhiên không thèm để ý nhún vai, trực tiếp tướng đao ba lưu ác tại súng lục trong tay tạo thành một đoàn kim trúc, hí ngược hỏi ta con này dê béo ngươi còn hài lòng không? Lúc này đao ba lưu thấy Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt, dường như thấy được ma quỷ cười nhạt thông thường, cổ họng trong quát dẹp đường, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng giết hắn cho ta, giết hắn! Chu vi đao ba lưu chính là thủ hạ một đám từ ngây người chính giữa phản ứng lại, giơ lên trong tay súng máy bán tự động hướng phía Diệp Thần Phong nhắm vào, Diệp Thần Phong một cái xoay người tướng đao ba lưu thân thể chắn trước mặt của mình. Phanh một tiếng súng vang, một gã đạo tặc chưa kịp dừng bóp cò xu thế, nhất viên đạn từ thương lồng ngực chính giữa nhanh chóng bắn ra, hoàn hảo không có bắn trúng đao ba lưu trọng yếu bộ vị, chỉ là một nhập bắp đùi của hắn trong, tức khắc một tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ đao ba lưu cổ họng trong phát ra ngoài. Các ngươi không có mắt dài con ngươi sao? Mới vừa rồi là người nào mở thương? Đao ba lưu đau trong miệng hút lương khí. Ta nghĩ bây giờ không phải là ngươi chất vấn thủ hạ thời gian đi. Đứng sau lưng đao ba lưu Diệp Thần Phong bàn tay thủ sẵn cổ của đối phương, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một lát lực đao ba lưu 100% sẽ đi gặp Diêm Vương gia. Vị huynh đệ này, mới vừa rồi là ta đao ba lưu có mắt không tròng, theo ta thấy chúng ta là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, chúng ta làm bằng hữu được không? Đao ba lưu cảm giác cái cổ có chút lạnh siêu siêu, hắn không nghi ngờ chỉ cần mình có cái gì dị động, Diệp Thần Phong tự hội tại một giây sau vặn gãy cổ của hắn. Tại sống hay chết trong lúc đó đao ba lưu nghĩa vô phản cố lựa chọn sinh, chỉ phải sống hắn tin tưởng tổng hội có lúc báo thù. Răng rắc, đao ba lưu còn đang suy nghĩ muốn khuyên như thế nào nói đúng mới, chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay cố sức sờ, trực tiếp tướng đao ba lưu cổ của cũng bẻ gãy, tượng đao ba lưu xúc xanh như vậy căn bản cũng không xứng sống trên thế giới này. Đao ba lưu hai mắt trừng to đại, hắn không thể tin được đây là thật. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần Phong muốn bắt hắn tới đối đãi chất, cho nên trong lòng cũng không lo lắng hội lập tức đi gặp Diêm Vương gia. Ai biết đạo sự tình lại là ngoài dự liệu của hắn, chề miệng một cái cuối cùng liền một chữ cũng không có nói ra, rồi rời đi trong cuộc sống. Gặp lão đại bị Diệp Thần Phong cấp diệt khẩu, năm tên trước hết phản ứng kịp đạo tặc bang 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 phanh liên tục hướng phía Diệp Thần Phong khai xuất năm thương. Diệp Thần Phong nhìn chiêu bản thân cấp tốc bay bắn mà đến đạn. Tướng tứ cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, chặn lại năm quả nhanh chóng mà đến đạn. Chỉ thấy năm viên đạn ở trong không khí hơi dừng lại một chút, ngược lại thay đổi phương hướng hướng phía nổ súng đạo tặc cấp tốc vào tới. Năm tên nổ súng đạo tặc thậm chí còn không có phản ứng qua đây. Năm viên đạn sẽ không nhập tim của bọn họ, cổ họng trong liên thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh gục địa mà chết. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phát sinh trước mắt tất cả quá mức quỷ dị. Rõ ràng muốn bắn trúng Diệp Thần Phong đạn, lại có thể quay đầu lại bắn trúng người nổ súng. Vô luận là đạo tặc còn là thôn dân đều không thể tin được bản thân chỗ đã thấy. Thôn dân trong đám người cũng không biết là ai hô lên một câu như vậy, thần tiên, là thần tiên a. Còn dư lại hơn 90 danh đạo tặc một đám cũng nửa tin nửa ngờ, dù sao thần tiên yêu quái các loại truyền thuyết tại nước Hoa nhiều không kể xiết, đại bộ phận người đều là tin tưởng cái này trên thế giới có thần tiên. Huống chi Diệp Thần Phong cái này loại thần kỳ thủ đoạn, có người nào người phàm có thể làm được. Như vậy đối phương đều không phải thần tiên còn là cái gì. Thừa dịp cái này bang đạo tặc ngây người chi tế, Diệp Thần Phong thân ảnh trong giây lát động, tốc độ nhanh như thiểm điện, đợi cho thân ảnh của hắn lúc ngừng lại, chỉ thấy trong ngực hắn mặt nhiều hơn 40 mấy bả súng máy bán tự động, cái này bang giặc cướp trong tay hỏa lực vũ khí toàn bộ bị hắn cấp đoạt lại. Nếu không cái này bang đạo tặc bị hắn mới vừa thủ đoạn cấp chấn nhiếp, Diệp Thần Phong khẳng định còn muốn phí thật nhiều khí lực ni. Tướng trong ngực sở hữu súng ống ném tới thôn dân trước mặt, nói rằng, muốn giết đám này xúc sinh lời nói, tự bản thân nhặt lên trên đất súng trường, đám này xúc sống trên thế giới này chính là hại nhân hại mình. Cái này bang đạo tặc đã không biết tại Tây Viên Trấn đã làm nhiều ít chuyện ác, làm bẩn qua nhiều thiếu nữ tính. Cho nên Diệp Thần Phong đối với bọn họ không có nửa điểm thương hại tình.
Đám thôn dân này từng cái một nhìn Diệp Thần Phong, Thiết Ngưu người thứ nhất đi lên trước nhặt lên trên đất nắm súng máy bán tự động, nói rằng, chúng tôi ân công nói rất đúng, đập chết đám này không ai tính cẩu món lòng. Theo Thiết Ngưu đi đầu, còn dư lại thôn dân cũng một đám nhặt lên trên đất súng trường, thậm chí là phụ nữ cũng hai mắt đỏ bừng nhặt lên súng trường, các nàng rất nhiều người đều bị đám khốn kiếp này cũng làm bẩn qua, thì là tướng những. Này đạo tặc bầm thây vạn đoạn cũng bù đắp không được các nàng nội tâm bị thương. Chương 106, thỉnh cầu. Bang 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 phanh mưa bom bão đạn thanh quay về bên tai, Tây Viên trấn thôn dân một đám giết cặp mắt đỏ lên, nhất là này nhà mình khuê nữ bị đám khốn kiếp này cấp làm bẩn, còn có nhà mình thân nhân chết ở đám khốn kiếp này đạn hạ thôn dân. Những, này đạo tặc vừa rồi khi nhìn đến Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn sau, trong lòng đã sớm là hoang mang lo sợ. Thẳng đến Tây Viên trấn thôn dân bóp cỏ bắn ra đạn thời gian, bọn họ mới sôi nổi chạy trốn tứ phía, liền cùng thôn dân đối kháng dũng khí cũng không có. Phổ thông người tốc độ mau nữa có thể mau đạn sao? Những, này đạo tặc đang bị đạn bắn trúng sau đó, tiếp nhị liên tam đảo địa không dậy nổi, không bao lâu thời gian, 90 mấy danh đạo tặc toàn bộ được giải quyết. Tây Viên trấn thôn dân trong lòng thịnh nộ vẫn là không có tiêu đi xuống. Một đám ném đi súng trong tay bọn cướp, hoặc là nhặt lên trên đất cục gạch đồng, hoặc là trực tiếp dụng quyền đầu chọn tại phỉ đồ trên thi thể. Có chút còn lưu hữu một hơi thở đạo tặc có thể tự thảm, trực tiếp bị những. Này Tây Viên trấn thôn dân dùng bạo lực nhất nguyên thủy nhất thủ đoạn đưa đi gặp Diêm Vương gia. Đứng ở một bên Diệp Thần Phong đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, những thôn dân này trong khoảng thời gian này bị cái này bang đạo tặc lấn ép cũng đủ thê thảm. Trong lòng thịnh nộ một ngày bộc phát ra, là do như núi lửa phun trào thông thường, càng không thể vãn hồi. Mao Khang Bình trong ánh mắt bắn ra nào đó tia sáng kỳ dị, hắn vạn lần không ngờ Diệp Thần Phong có như vậy thần thông. Trong lòng tức khắc có ý nghĩ của chính mình, hắn có một việc muốn Diệp Thần Phong giúp đỡ, dùng Diệp Thần Phong thủ đoạn như vậy nhất định có thể đến giúp hắn, chỉ bất quá hắn không biết đối phương có nguyện ý hay không đáp ứng. Danh mới vừa rồi thiếu chút nữa nguy rồi đao ba lưu làm bẩn thiếu nữ thẹn thùng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một đôi mắt to chính giữa sương mù đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là mừng rỡ, béo mập trên gương mặt hồng phác phác, nữu nữu niết niết ngượng ngập nói, thần tiên ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thần tiên ca ca, Diệp Thần Phong nghe được sự xưng hô này thời gian thiếu chút nữa té xỉu, vươn tay sờ sờ thiếu nữ đầu. Nói rằng, ta có thể điều không phải cái gì thần tiên, ngươi kêu ta ca ca là được rồi. Thiếu nữ trước mặt lớn lên tươi ngon mọng nước, hoàn hảo ngày hôm nay Diệp Thần Phong đi tới Tây Viên trấn, bằng không nhất định sẽ bị đao ba lưu tên xúc sinh này cấp làm bẩn. Ca ca, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ đặc biệt nghe lời, hoặc là đặc biệt nghe Diệp Thần Phong lời nói, lập tức sửa đổi miệng tới. Diệp tiên sinh, ta có chuyện tình muốn xin ngài giúp mang. Không biết ngài có thời gian hay không. Luôn mãi do dự sau Mao Khang Bình cuối cùng vẫn quyết định thử một lần, liên đới đối Diệp Thần Phong xưng hô đều cải biến. Diệp Thần Phong đối Mao Khang Bình tịnh không tồn tại phản cảm, với lại đối phương mạo hiểm nguy hiểm lái xe dẫn hắn tới Tây Viên trấn, nói như thế nào cũng là cái hữu tình có nghĩa hán tử, thuận miệng hỏi có chuyện gì ngươi tự nói xong rồi. Nếu như ta có thể giúp một tay lời nói, ta tự thuận lợi giúp ngươi một cái đi. Nghe vậy, Mao Khang Bình hưng phấn đôi má đỏ lên, hiện tại hắn mới hiểu được vì sao từ đầu đến cuối Diệp Thần Phong đều bình tĩnh, hắn rất may mắn mình mở xe mang Diệp Thần Phong tới Tây Viên trấn, bằng không có thể tự bỏ lỡ chấm dứt thức Diệp Thần Phong vị cao nhân này cơ hội, có thể nhượng bắn hướng mình đạn cải biến phương hướng, bắn về phía người nổ súng, loại thủ đoạn này có thể điều không phải phổ thông người làm được. Mao Khang Bình sửa sang lại sắc mặt, tướng cả chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra. Nguyên lai ở bên cạnh hoàn cảnh mang còn có một chỗ không người quản lý thị trường giao dịch chính giữa tạp thất tạp bát người đều có, bên trong vật gì vậy đều có bán, chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền, bất kể là tân tiến nhất súng ống đạn được, còn là cực phẩm thảo dược, thậm chí ngay cả cực phẩm mỹ nữ cũng có thể mua được. Tại 3 tháng trước Mao Khang Bình tại thị trường giao dịch chính giữa cũng có một nhà mặt tiền của cửa hàng, là chuyên môn đầu cơ trục lợi thu mua một số người tham các loại thượng đẳng thảo dược. Tại thị trường giao dịch sinh ý làm cũng không tệ lắm, những năm gần đây cũng buôn bán lời một ít tiền trinh, thế nhưng ngay 3 tháng trước hắn đắc tội thị trường giao dịch chính giữa nhất bang ác đồ, cái này bang ác đồ nếu không bả hắn mặt tiền của cửa hàng đập,
còn muốn bắt hắn cho diệt khẩu, may là Mao Khang Bình kịp thời trốn ra thị trường giao dịch. Nguyên bản Mao Khang Bình dự định là nén giận, thế nhưng tại hắn vừa rồi thấy được Diệp Thần Phong thủ đoạn sau, hắn trong lúc bất chợt thấy được mong muốn, hắn cảm giác Diệp Thần Phong khẳng định có thể giúp hắn giải quyết cái này bang ác đồ, nhượng hắn lần nữa có thể tại thị trường giao dịch chính giữa sinh tồn được. Diệp Thần Phong đảo thật không ngờ bên này cảnh chỗ còn có nhiều như vậy không chính phủ quản hạt địa phương, bất quá hắn hiện tại là tối trọng yếu là đi Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa tìm kiếm Vân Đằng Cô để thăng thực lực, vì vậy liền nói rằng, chuyện này ta có thể giúp ngươi một cái, bất quá phải mấy ngày nữa, chờ ta tướng chuyện của chính ta làm xong mới được. Mao Khang Bình liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta không vội, ngài trước làm tốt ngài chuyện của mình là được, ta có thể đẳng ngài. Mao Khang Bình giờ khắc này là mi phi sắc vũ, có thể thấy được tâm tình của hắn rất tốt. Đang cùng Mao Khang Bình tạm thời hoàn sau đó, Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua tiền phương, trong lòng lại càng hoảng sợ, cái này bang Tây Viên trấn thôn dân thật là tướng tàn nhẫn phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy trên mặt đất máu chảy thành sông, tông nâu bùn đất đều biến thành màu đỏ, hầu như sở hữu phỉ đồ thi thể đều hoàn toàn thay đổi, thậm chí có ta thi thể đã biến thành huyết bùn nhão. Thiết Ngưu thở hổn hển chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt, khuôn mặt thượng lộ ra hàm dáng tươi cười, nói rằng, ân công, lần trước ngươi giúp chúng tôi, lúc này ngươi lại giúp bọn ta Tây Viên Trấn, ngài thực sự là bọn ta tất cả mọi người ân công a. Thiết Ngưu, loại chuyện này chỉ cần là cá nhân tự không nhìn được, ta cũng vậy thuận lợi giúp các ngươi giải quyết. Diệp Thần Phong không kiêu không nóng nảy nói rằng, khẩn đón một gã khuôn mặt từ thiện lão nhân cũng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Lão nhân nói, tiểu thần tiên, chúng tôi là Tây Viên Trấn trưởng trấn, chúng tôi mang sở hữu Tây Viên Trấn thôn dân cảm tạ ngươi, chúng tôi muốn nhất định là lão thiên nhìn không được, mới có thể phái tiểu thần tiên ngươi tới cứu bọn ta đi. Đại gia hỏa nghe, bọn ta cấp tiểu thần tiên dập đầu, nếu không có tiểu thần tiên tới, bọn ta còn không biết cũng bị đám này món lòng dằn vặt tới khi nào ni. Nói lão nhân người thứ nhất hướng phía Diệp Thần Phong quỳ xuống. Diệp Thần Phong vội vã đỡ lão nhân, cuộc sống này tại sơn thôn người, so với sinh hoạt tại trong thành phố người mê tín nhiều, Diệp Thần Phong có thể không kham nổi cái này tiểu thần tiên xưng hô a. Hắn sợ cái này trên thế giới thật là có thần tiên tồn tại ni. Bằng không linh hồn hắn xuyên qua sự tình lại giải thích thế nào ni. Các ngươi có thể nghìn vạn không nên đang bảo ta tiểu thần tiên, cũng không phải cho ta quỳ xuống, lần này ta tới Tây Viên Trấn là tìm Thiết Ngưu. Ta gặp các ngươi còn là trước bà nơi này thi thể thanh lý sạch sẽ đi. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Tiểu thần tiên nói rất đúng, đại gia hỏa cùng nơi động thủ. Lão nhân ngược lại đối đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thiết Ngưu nói rằng, Thiết Ngưu, tiểu thần tiên liền do ngươi chiêu đãi, có thể nghìn vạn không thể đủ cấp bọn ta chậm trễ. Nghe lão người hay là một hơi một cái tiểu thần tiên, Diệp Thần Phong là không lời chống đỡ, được. Cái này tiểu thần tiên xem ra còn là đương định ni. Chương 107, trị liệu. Thiết Ngưu ra tại Tây Viên Trấn nhất bên trong, bất quá từ Tây Viên Trấn nhập khẩu đi bộ đi tới Thiết Ngưu ra cũng chỉ muốn 5-6 phân chung lộ trình, một gian thấp bé nhà trệt tọa lạc tại một cái tiểu viện tử trong, đây là Thiết Ngưu nhà. Trong viện chất đống củi lửa đằng tạp thất tạp bát đồ đạc, đi qua sân Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình theo Thiết Ngưu đi vào phòng trong. Một gã thoạt nhìn có 50-60 tuổi nam nhân, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, Thiết Ngưu giới thiệu ân công, cái này là chúng tôi cha. Diệp Thần Phong còn thật không ngờ phụ thân của Thiết Ngưu đã là từng tuổi này, Thiết Ngưu thấy thế nào cũng cùng Diệp Thần Phong niên kỳ tương xứng, mà phụ thân của Thiết Ngưu nếu như tại năm trường một chút, đều có thể làm Diệp Thần Phong ra ra. Thiết Ngưu, ngươi là to làm cái gì? Phụ thân của Thiết Ngưu thanh âm suy yếu. Thậm chí ngay cả mắt cũng không có mở tới. Phụ thân của Thiết Ngưu tên là Vương Hữu Lợi, tại Tây Viên Trấn là nổi danh người thành thật, với lại thích vô cùng lấy giúp người làm niềm vui, cho nên tại Tây Viên Trấn nhân tế quan hệ phi thường tốt. Thiết Ngưu nguyên danh là Vương Cường, bởi vì từ nhỏ khí lực tựu đặc biệt lớn, cho nên Tây Viên Trấn người cho hắn lấy cái Thiết Ngưu biệt hiệu, khờ trong khờ tức giận Thiết Ngưu cũng thật thích người khác xưng hô như vậy hắn cảm giác đặc biệt thân cận. Cha. Ân công tới Tây Viên Trấn nhìn bọn ta, ân công mới vừa rồi còn. Thiết Ngưu tướng vừa rồi chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói một lần, nhất là Diệp Thần Phong có thể lệnh đạn quay đầu lại thần kỳ thủ đoạn. Vương Hữu Lợi là phi thường rõ ràng chính hắn một nhi tử cá tính,
Bất kể là đối với người nào cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy, hắn sống hơn nửa đời người cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này, hơi mở ra hai con ngươi, tại Diệp Thần Phong cùng Mao Khang Bình trên người quét mắt một lần sau, cuối cùng đưa mắt đình tại Diệp Thần Phong trên người, nói rằng tiểu huynh đệ, ngươi chính là Thiết Ngưu nói vị kia ân công đi. Lần trước Thiết Ngưu trở lại Tây Viên Trấn sau luôn luôn ở trước mặt ta nhắc tới còn ngươi. Diệp Thần Phong hơi sững sờ, bằng vào hắn trực giác bén nhạy, hắn có thể cảm giác được vừa rồi tại Vương Hữu Lợi mở hai con ngươi thời gian, trong ánh mắt lóe lên một vòng mạnh mẽ, bất quá cái này Vương Hữu Lợi cũng không giống như là tại giả bộ bệnh, cấp Diệp Thần Phong một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, còn có Thiết Ngưu căn bản là còn không có giới thiệu Diệp Thần Phong ni. Lẽ nào đối phương suy đoán lung tung tự đoán được Diệp Thần Phong tự là con của hắn trong miệng ân công? Dù sao hai bên trái phải còn có một cái Mao Khang Bình ni. Hắn dựa vào cái gì nhìn thoáng qua đã đem Mao Khang Bình loại bỏ ra ngoài. Căn cứ hai điểm này Diệp Thần Phong dám khẳng định phụ thân của Thiết Ngưu tuyệt đối đều không phải nhất một nhân vật đơn giản, kỳ thực hắn sớm nên nghĩ tới, nguyên thủy xâm lâm chính giữa thế nhưng dã thú hung mãnh hoành hành, một cái phổ thông nông dân đi vào, còn có mệnh đi được đi ra không? Lão gia tử, ngài đừng nói như vậy, lần trước Thiết Ngưu bán cô loại đúng lúc là ta cần. Diệp Thần Phong có chút lễ phép, ngược lại hỏi, lão gia tử, thân thể của ngài tình trạng thế nào? Vương Hữu Lợi chật vật giơ cánh tay lên đặt đặt, nói rằng, sống hơn nửa đời người, ta coi như là sống đủ rồi, xem ra là Diêm Vương gia muốn cho ta đi xuống bồi hắn uống rượu. Cha, ngài có thể nghìn vạn không nên nói như vậy, chúng tôi còn chưa lành tốt hiếu kính ngài ni. Ân công nói nhưng có thể có biện pháp chữa cho tốt ngài. Thiết Ngưu hàm hàm nói rằng, hai con ngươi tràn ngập hy vọng nhìn Diệp Thần Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi còn hiểu y thuật. Vương Hữu Lợi tò mò đánh giá Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gật đầu hồi đáp, hiểu sơ một ít, để ta thử nhìn một chút có thể hay không đủ chữa cho tốt lão gia tử ngài đi. Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại Vương Hữu Lợi ngực, một luồng linh hồn lực ôn hòa rót vào đến đối phương trong cơ thể. Rất nhanh Diệp Thần Phong chỉ biết Vương Hữu Lợi là bị bệnh gì. Đối phương là trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc. Tướng tùy thân mang theo châm cứu bao móc ra, dùng cái bật lửa tướng ngân châm đơn giản tiêu mất một tí độc, bá 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 là tả năm cây ngân châm cơ hồ là tại đồng nhất dây chính giữa nội, ghim vào Vương Hữu Lợi ngực huyệt vị thượng. Nhưng một bên Mao Khang Bình là mở to hai mắt nhìn, hắn từ trước cũng là tiếp xúc qua trung y, kiến thức qua lão trung y châm cứu thời gian, không nhanh không chậm nhận thức chuẩn huyệt vị mới hạ châm, mà Diệp Thần Phong loại tốc độ này cùng thủ pháp cũng quá khoa trương nhất điểm đi. Bất quá hắn tịnh không có cho rằng Diệp Thần Phong là ở lừa gạt, hắn trong lòng khẳng định Diệp Thần Phong là thật có bản lĩnh, lúc này hắn càng phát cảm thấy Diệp Thần Phong là nhất vị cao nhân, không chỉ có thân thủ được, nhưng lại tinh thông y thuật. Năm châm đâm xuống sau, Diệp Thần Phong đi qua ngân châm từ từ rót vào linh hồn lực, hy vọng có thể đi qua linh hồn lực khu trừ Vương Hữu Lợi độc trong người làm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Thần Phong đã đầy đủ liên tục tính trị liệu 3 canh giờ, sắc mặt càng phát tái nhợt, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn phát hiện linh hồn của chính mình lực phối hợp châm cứu căn bản là không có cách gì bức ra Vương Hữu Lợi độc trong người làm. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, phải biết rằng từ trước Triệu Khải Hoa trúng độc hôn mê 3 tháng, hắn cũng đều không phải dễ như trở bàn tay mà. Lại qua một giờ, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực muốn khô kiệt, phải đình chỉ trị liệu, bất quá tại đình chỉ trước, hắn ngăn lại Vương Hữu Lợi vài chỗ trọng yếu huyệt vị, nhượng Vương Hữu Lợi tại cận đoạn trong thời gian không có nguy hiểm tánh mạng. Tướng ngân châm từ Vương Hữu Lợi ngực rút xuống, bởi ngăn lại đối phương vài chỗ trọng yếu huyệt vị, có thể dùng độc tố không có cách gì tại trong khoảng thời gian ngắn khuếch tán, Vương Hữu Lợi nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục nhất điểm hồng nhuận. Tiểu huynh đệ, người thật là một thần y a. Hiện tại ta cảm giác thân thể thoải mái hơn. Vương Hữu Lợi giọng nói thay đổi được có lực rất nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, lão gia tử, bên trong cơ thể ngươi là trúng kịch độc, ta hiện tại còn không có cách gì bang ngươi trị liệu, bất quá ta giúp ngươi tạm thời ngăn lại huyệt vị, trong khoảng thời gian ngắn ngươi không có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thần Phong thở dài kế tục hỏi, lão gia tử, ngươi biết ngươi tại sao mình hội trúng độc sao? Vương Hữu Lợi cau mày, dường như đang nhớ lại cái gì. Chốc lát sau mới lên tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi nói đến trúng độc, ta hoàn thật muốn khởi một việc tới,
nhớ kỹ trước đây Tiến Nguyên Thủy xâm lâm phát hiện bán đưa cho ngươi cái loại này cô loại là ở một chỗ trong sơn cốc, bên trong sơn cốc tràn ngập một loại cực kỳ khó nghe vị đạo, trước đây ta chỉ hít thở hai cái tựu ngừng thở, chẳng lẽ là cái loại này khí thể có thể dùng ta trúng độc. Cái khả năng này phi thường lớn, ta nghĩ muốn khu trừ trong thân thể ngươi độc tố, khẳng định được muốn lại đi một lần chỗ sơn cốc. Diệp Thần Phong thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu huynh đệ, quên đi, ta cũng sống đủ rồi, vạn nhất trong sơn cốc không có giải trừ kịch độc giải dược làm sao bây giờ. Hơn nữa nguyên thủy xâm lâm quá nguy hiểm, Vương Hữu Lợi phảng phất là khám phá nhân sinh, đối với sống hay chết tịnh không có quá nhiều sợ hãi. Lão gia tử, ngài có thể bả cái loại này cô loại tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa vị trí cụ thể bức tranh xuống sao? Ta muốn đi một chuyến nguyên thủy xâm lâm. Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu huynh đệ, cái này có thể không làm được, ta đã nói qua nguyên thủy xâm lâm quá nguy hiểm. Vương Hữu Lợi nghiêm túc nói, lão gia tử, cái này loại cô loại với ta mà nói đặc biệt trọng yếu, thì là ngươi không để cho ta bức tranh hạ vị trí cụ thể, ta đồng dạng cũng muốn vào nguyên thủy xâm lâm đi một lần. Hiện nay Vân Đằng cô đối Diệp Thần Phong mà nói thế nhưng so cái gì đều trọng yếu, để thăng thực lực đối với hắn mà nói thật là không thể chờ đợi a. Chương 108, Vân Đằng Cô Chi Vương. Vương Hữu Lợi thấy Diệp Thần Phong như vậy kiên định, trong lòng cũng biết người trẻ tuổi trước mặt này thì phi muốn đi nguyên thủy xâm lâm không thể, nếu như nói đối phương thật sự có thiết nghiêu nói cái loại này thần kỳ thủ đoạn lời nói, đi nguyên thủy xâm lâm đảo cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, bất quá. Vương Hữu Lợi trầm tư một lát sau đó, thở dài nói rằng, tiểu huynh đệ, chỗ sơn cốc thật là quá nguy hiểm. Ở trong đó có nhất điều hơn 20 thước chiều dài đại mãng xà, lần trước ta cũng vậy may mắn mới có thể trích đến vài cọng ngươi muốn cái loại này cô loại. Hơn 20 thước chiều dài đại mãng xà, Mao Khang Bình trong miệng đảo hít một hơi lương khí, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có lớn như vậy mãng xà ni. Nếu như Vương Hữu Lợi nói không qua lời nói, phổ thông người đi chỗ sơn cốc không phải là bằng đi làm mãng xà cái cơm tàu sao? Thì là Diệp Thần Phong thực lực cường hãn. Vương Hữu Lợi cũng không khỏi lo lắng, chuyện của hắn còn muốn thỉnh Diệp Thần Phong giúp đỡ ni. Vội vã mở miệng khuyên, Diệp tiên sinh, ta xem ngài. Mao Khang Bình lời nói chỉ nói đến phân nửa đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, nguyên thủy xâm lâm ta là không đi không thể, ta đến Tây Viên Trấn chính là vì việc này mà đến. Hơn 20 thước chiều dài đại mãng xà, đệ nhất lần tại chợ đêm gặp phải thiết nghiêu thời gian, đã sớm từ đối phương trong miệng nghe nói. Bất quá có nguy hiểm lớn hơn nữa, Diệp Thần Phong cũng phải muốn bí quá hóa liều một lần, dù sao Vân Đằng cô đối cám dỗ của hắn thật sự là quá lớn, muốn khởi đêm đó danh cổ võ cao thủ, hắn trong lòng tự hội sản sinh một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác. Ai, cũng được, tiểu huynh đệ, nếu ngươi cố ý muốn đi, như vậy ta đã đem chỗ sơn cốc khoảng chừng vị trí cho ngươi bức tranh xuống đây đi. Dù sao mặc kệ Vương Hữu Lợi có muốn hay không tướng sơn cốc vị trí bức tranh xuống. Diệp Thần Phong cũng sẽ tiến nhập nguyên thủy xâm lâm, cái này còn chẳng giúp Diệp Thần Phong một tay ni. Đỡ phải đối phương đi không ít đường vòng. Lão gia tử, cảm tạ ngài, lần này ta đi đến chỗ sơn cốc sau, hội giúp ngài nhìn, có không có thể giải trừ ngài trên người kịch độc giải dược. Diệp Thần Phong chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Tiểu huynh đệ, thật không biết ta đây là giúp ngươi còn là hại ngươi a. Thiết Nghiêu, giúp ta chỉ cùng bút tới. Tại Thiết Nghiêu cầm tới nhất trương giấy trắng sau, Vương Hữu Lợi bằng vào trong đầu ký ức, tướng sơn cốc tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa khoảng chừng vị trí, mơ mơ hồ hồ vẽ xuống. Khi lấy được sơn cốc khoảng chừng vị trí sau, Diệp Thần Phong chuẩn bị lập tức động thân, nguyên bản Thiết Nghiêu cũng phải cùng Diệp Thần Phong đi vào trung nguyên thủy xâm lâm, thế nhưng bị Diệp Thần Phong cấp cự tuyệt, mang theo Thiết Nghiêu coi như là dẫn theo một cái trói buộc, nói không chừng đến thời khắc nguy cấp. Diệp Thần Phong còn muốn trái lại chiếu cố đối phương ni. Mà Mao Khang Bình tuy rằng không vui nhìn thấy Diệp Thần Phong tiến nhập nguy hiểm nặng nề nguyên thủy xâm lâm, thế nhưng hắn cũng không thể đủ ngăn cản ở Diệp Thần Phong đi. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể đủ tại Tây Viên Trấn đợi Diệp Thần Phong trở về. Thiết Nghiêu tướng Diệp Thần Phong đưa đến nguyên thủy xâm lâm nhập khẩu, nói rằng, ân công, ngài thật không nên chúng tôi cùng ngài cùng đi sao? Thiết Nghiêu, người ngay ra thật tốt chiếu cố ba người đi. Nói không chừng chờ ta từ nguyên thủy xâm lâm lúc đi ra, ba người bệnh ta là có thể trị. Diệp Thần Phong lắc đầu cự tuyệt Thiết Nghiêu hảo ý. Diệp tiên sinh,
lần này ngài tiến Nguyên Thủy Xâm Lâm nhất định muốn phá lệ cẩn thận a. Ta Mao Khang Bình đợi ngài bình an trở về một ngày. Mao Khang Bình cũng nói hai câu bảo trọng lời nói, Diệp Thần Phong có thể qua nét mặt của Mao Khang Bình cùng trong giọng nói cảm thụ được chân thành tha thiết quan tâm, có thể trong đó có một bộ phận nhân tố là sau đó Mao Khang Bình còn cần sự giúp đỡ của hắn, nhưng là bất kể như thế nào có thể có phần này chân thành tha thiết quan hệ, Mao Khang Bình đã làm cho Diệp Thần Phong kết giao một phen. Yên tâm, chờ ta từ Nguyên Thủy Xâm Lâm trở về, nhất định cùng đi với ngươi một chuyến biên cảnh thị trường giao dịch, giúp ngươi tướng này rác rưởi thanh trừ. Tốt, hai người các ngươi trở về đi. Diệp Thần Phong thân ảnh chợt xông vào Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa, Thiết Ngưu cùng Mao Khang Bình thẳng đến Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, mới lưu luyến không rời xoay người trở về Tây Viên Trấn. Tiến nhập Nguyên Thủy Xâm Lâm sau, Diệp Thần Phong dường như một con thân hình bén nhạy hầu tử, tại một thân cây cùng một thân cây trong lúc đó toát ra, phảng phất từ tiểu chính là tại cái này phiến diện tích trong rừng rậm lớn lên, ven đường thường thường hội kinh động một ít đang kiếm ăn tiểu động vật. Có Vương Hữu Lợi bức tranh hạ đại khái vị trí, Diệp Thần Phong cũng là tốn sắp tới hai cái tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ sơn cốc, dù sao trong rừng rậm là rất khó phân biệt biệt phương hướng, nếu là đổi thành lời của người khác, phỏng chừng tiêu tốn suốt cả ngày cũng chưa chắc có thể tìm được chỗ này sơn cốc. Diệp Thần Phong đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, không có lỗ mãng thất thất tựu xông vào, dù sao bên trong thế nhưng có nhất điều nguy hiểm đại mãng xà. Tại cửa sơn cốc tướng linh hồn lực tăng lên tới cấp 4 đỉnh phong, chuẩn bị tùy thời tiến nhập trạng thái chiến đấu, từng bước hướng phía bên trong sơn cốc đi. Sơn cốc hai bên có xanh cây cối, nếu không có Vương Hữu Lợi bức tranh hạ địa đồ, nói không chừng Diệp Thần Phong thật đúng là khó khăn phát hiện chỗ này tương đối sơn cốc bí ẩn ni. Cước bộ vừa dảo bước tiến lên cửa sơn cốc, bên trong tràn ngập thật lưa thưa chướng khí, hút vào trong phổi sau, có loại nhượng người buồn nôn cảm giác, sợ rằng đây là Vương Hữu Lợi nói qua cái loại này khó nghe khí thể. Diệp Thần Phong vội vã nín thở, tướng vừa hút vào trong phổi chướng khí dùng linh hồn lực ép ra ngoài, hiện tại hắn dám khẳng định Vương Hữu Lợi thân kịch độc trong cơ thể chính là nơi phát ra cho cái này loại chướng khí. Dưới chân nhịp bước đặc biệt mềm mại, Diệp Thần Phong không dám phát sinh quá động tĩnh lớn, nếu như có thể không kinh động bên trong sơn cốc to lớn mãng xà phải đến Vân Đằng Cô lời nói, vậy coi như hay nhất bất quá. Bên trong sơn cốc diện tích coi như là rộng rãi, đương Diệp Thần Phong đi tới sơn cốc trung tâm thời gian, ánh mắt bị cách đó không xa một gốc cây có chừng nhất thước cao Vân Đằng Cô hấp dẫn, điều này làm cho Diệp Thần Phong đệ nhất lần sinh ra hưng phấn đến muốn lớn hơn gọi ra xung động. Nếu như dùng bụi cây này Vân Đằng Cô điều chế nước thuốc lời nói, như vậy hắn linh hồn lực thoáng cái có thể đề thăng tới mấy cấp ni. Đến lúc đó hắn còn lo lắng cá điểu cổ võ cao thủ A. Cũng tới một cái ngược một cái mà. Vân Đằng Cô chi vương. Diệp Thần Phong đời trước tại bản chép tay thượng gặp qua lớn như vậy Vân Đằng Cô miêu tả, cái này loại Vân Đằng Cô được gọi là vương, kỳ trung dược lực là phổ thông Vân Đằng Cô gấp trăm lần. Có Vân Đằng Cô chi vương địa phương, chu vi nhất định có cái khác loại nhỏ Vân Đằng Cô. Quả nhiên Diệp Thần Phong hướng phía Vân Đằng Cô chi vương chu vi nhìn lại, khắp nơi đều có một gốc cây bụi cây tất cả lớn nhỏ Vân Đằng Cô A. Đây đối với Diệp Thần Phong mà nói chỉ dùng để vô số tiền tài đều mua không được tài phú A. Bởi hưng phấn Diệp Thần Phong tựa hồ đã quên tiềm tàng tại sơn cốc chính giữa nguy hiểm, một cái bước xa chạy vội tới Vân Đằng Cô chi vương trước mặt, nhìn bên hắc sắc. Bên bạch sắc Vân Đằng Cô chi vương, Diệp Thần Phong vươn tay sờ sờ, cái kia gọi yêu thích không buông tay a. Lần này tiến nhập Nguyên Thủy Xâm Lâm thật là quá đúng, có bụi cây này Vân Đằng Cô chi vương, ta linh hồn lực tối thiểu có thể đề thăng tới cấp 6 đi. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, linh hồn lực đến lục cấp sau đó, có thể không đơn thuần là có thể dựa vào dược vật tăng lên, lục cấp sau đó dược vật thành phụ trợ phẩm, phải dựa vào một lần cùng thực lực cường hãn cao thủ đối chiến. Cùng với một lần vượt qua thể năng nguy hiểm trong khi huấn luyện mới có thể tăng lên, đây cũng chính là vì sao đời trước Diệp Thần Phong linh hồn lực dừng lại tại bát cấp trình độ đầy đủ 3 năm cũng không có bất luận cái gì đột phá. Chương 109, Cự Mãng. Giữa lúc Diệp Thần Phong muốn thân thủ tướng bụi cây này Vân Đằng Cô chi vương hái xuống thời gian, cảm giác phía sau giường như bị một đôi lãnh đạm con người cấp khóa được, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhẹ thanh. Diệp Thần Phong không có thời gian lo lắng nhiều cái gì, chợt chạy về phía trước ra 10 thước xa, xoay người thình lình thấy được nhất điều thân dài chí ít 20 thước mãng xà,
tư thái dường như to lớn thùng nước như tráng kiện, trên thân thể có từng khối màu vàng vằn, nhìn qua nhượng người kinh hồn táng đảm, rất kinh khủng. Hoàng sắc cự mãng trong miệng phun ra nhẹ nhẹ tin lưỡi, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra một loại sương mù dày đặc, đây chính là bên trong sơn cốc chướng khí nơi phát ra, xem ra đó cũng không phải nhất điều phổ thông mãng xà a. Coi như là tại 500 năm sau thế giới, Diệp Thần Phong cũng chưa từng thấy qua cái này loại giống. Hoàng sắc cự mãng đem người từ từ đứng thẳng lên, cái này là nó tại phát sinh một loại nguy hiểm tín hiệu, nó dường như cũng có thể cảm thụ được Diệp Thần Phong cũng không phổ thông, muốn cho Diệp Thần Phong biết khó mà lui là được. Hoàng sắc cự mãng tướng mảnh sơn cốc này chính giữa vân đằng cô coi vì nó tư hữu vật. Diệp Thần Phong đương nhiên không thể đủ bởi vậy tự bỏ qua vân đằng cô chi vương. Hiện ở trong lòng hắn biết đại khái trước mặt này hoàng sắc cự mãng có thể là một cái biến dị chủng loại. Trường kỳ dùng ăn bên trong sơn cốc vân đằng cô mới có thể nhượng nó thay đổi được so với phổ thông mãng xà to lớn, thậm chí là trong miệng vẫn có thể phun ra có chứa cường liệt kịch độc chướng khí. Diệp Thần Phong dưới chân tế vì di chuyển bước chân, trong cơ thể tứ cấp linh hồn lực không ngừng bốc hơi, đối mặt này chỉ ít 20 thước chiều dài hoàng sắc cự mãng, hắn cảm thấy đậm liệt khí tức nguy hiểm. Hoàng sắc cự mãng thấy mình uy hiếp không có sản sinh tác dụng, thân thể to lớn từ từ cái lui lên, sau đó trong giây lát thân thể hướng phía Diệp Thần Phong vọt tới, mở miệng to như chậu máu, trong miệng còn không ngừng phun có bôi kịch độc chướng khí. Diệp Thần Phong thì không dám mặt cùng con mãng xà này đối chiến, lợi dụng cực hạn tốc độ tại bên trong sơn cốc nơi tránh né, may mà tốc độ của hắn yếu lược thắng hoàng sắc cự mãng một bậc. Hoàng sắc cự mãng lúc nào cũng theo không kịp Diệp Thần Phong tốc độ, hình như là đã không có kiên trì, suy động thân thể, to lớn đuôi hướng phía cách đó không xa Diệp Thần Phong quét tới. Diệp Thần Phong một cái cuồn cuộn là khó khăn lắm tránh thoát công kích. Hoàng sắc cự mãng đuôi quét vào một khối cứng rắn trên tảng đá, chỉ thấy nham thạch tức khắc thay đổi được tứ phân ngũ liệt, có thể thấy được hoàng sắc cự mãng cái này đảo qua đáng chính giữa ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu to lớn. Diệp Thần Phong kinh hãi vạn phần, hắn biết dùng hắn hiện tại tứ cấp linh hồn lực trình độ, muốn giết chết con cự mãng này tỷ lệ là một phần vạn, thế nhưng hắn lại không ngờ buông tha vân đằng cô chi vương. Tại chạy thục mạng trên đường, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên thạch bích có một huyệt động, tại huyệt động trước chừng 10 thước xa còn có một đồng cùng cái động khẩu không sai biệt lắm đại nham thạch, cái huyệt động này phải là này hoàng sắc cự mãng xào huyệt sở tại. Diệp Thần Phong trong lòng thình lình có một cái kế sách, trong cơ thể tứ cấp linh hồn lực lăn lộn, thân thể chợt hướng phía vân đằng cô chi vương vọt tới, không chút do dự nào đã đem vân đằng cô chi vương cấp hái xuống, không có nhất khắc dừng lại kế tục hướng phía huyệt động phóng đi. Hoàng sắc cự mãng khả năng thật không ngờ Diệp Thần Phong lại đột nhiên tháo xuống vân đằng cô chi vương, tâm tình trong nháy mắt thay đổi được luống cuống lên, tốc độ chợt tăng lên gấp 2-3 lần, xem ra nó đối Diệp Thần Phong tháo xuống vân đằng cô chi vương loại hành vi này, thật là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Diệp Thần Phong thân hình đi ngang qua huyệt động trước chừng 10 thước khối kia nham thạch thời gian, cố sức chợt đá vào khối kia thể tích không coi là nhỏ trên tảng đá, chỉ thấy nham thạch hướng phía huyệt động bay đi. Thình lình có loại muốn ngăn chặn miệng huyệt động xu thế. Diệp Thần Phong tướng tứ cấp linh hồn lực sử dụng đủ phát huy được tốc độ dùng đến cực hạn, trước một bước chạy vào bên trong huyệt động, khẩn đón miệng huyệt động đã bị khối kia nham thạch cấp chặn lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, có thể là huyệt động bên ngoài hoàng sắc cự mãng thân thể đụng vào trên tảng đá, toàn bộ cái động khẩu trong nháy mắt lún xuống, lúc này hoàng sắc cự mãng là như thế nào cũng không xông vào được tới. Diệp Thần Phong trong miệng thở hổn hển, sống lại tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật chạy trốn đi. Trong miệng khó chịu lẩm bẩm, xúc sinh này đồ đạc, đẳng thực lực ta tăng lên, tự nếm thử thi mãng xà tư vị. Bởi miệng huyệt động bị ngăn chặn, bên trong huyệt động một mảnh đen kịt, Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra một con cái bật lửa, nương cái bật lửa ngọn đèn, thấy trước mặt cái động khẩu toàn bộ bị lún đá vụn chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Trên mặt đất còn thường thường hội chợt chiến động một cái, chắc là huyệt động bên ngoài hoàng sắc cự mãng còn đang đánh vào cái động khẩu, thẳng đến 5-6 phút sau, trên mặt đất rung động mới chậm rãi tiêu thất, chắc là hoàng sắc cự mãng cũng phát hiện mình không xông vào được tới, buông tha đụng. Diệp Thần Phong ngực trong ôm nhất thước cao vân đằng cô chi vương, cổ họng trong thở dài nói, hiện tại miệng huyệt động là hoàn toàn lún, xem ra đẳng để thăng thực lực sau, muốn rời đi nơi này cũng phải muốn phí một phen công phu. Diệp Thần Phong nương cái bật lửa hơi yếu hỏa quang,
hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong đi, càng đi vào bên trong, không khí thì càng khàn khàn, thậm chí có loại thi thể hư thối vị đạo tràn ngập tại bốn phía. Toàn bộ huyệt động dài đến 5-60 mễ, độ rộng cũng có 15-16 mễ, đương Diệp Thần Phong đi tới chỗ sâu nhất thời gian, thấy được trên mặt đất lưu lại hứa rất nhiều động vật thi thể, bên trong thậm chí còn có con cọp cùng sư tử di hài nhi. Xem ra trong không khí mùi hôi vị đạo chính là nơi phát ra cho nơi này. Diệp Thần Phong xác định trong huyệt động không có gặp nguy hiểm sau đó, thối lui đến toàn bộ huyệt động trung tâm, ngồi trên chiếu xuống, bây giờ là không có cách gì dùng vân đằng cô điều chế nước thuốc, không biết trực tiếp dùng ăn có hiệu quả hay không ni. Diệp Thần Phong như thế liều lĩnh ôm vân đằng cô chi vương chạy ào huyệt động tới, trong lòng chính là hạ nhất cuộc đánh cá, nếu như thực lực có thể đột phá, như vậy đằng hắn lần thứ hai ly khai huyệt động thời gian, tự không cần kiêng kỵ hoàng sắc cự mãng. Hắn tịnh không nghĩ nếu như trực tiếp dùng vân đằng cô đối để thăng linh hồn lực nhất điểm tác dụng cũng không có cái này hậu quả. Làm một danh cường giả rất lâu ngày hậu nhất định phải dũng cảm tiến tới, ở trong lòng không thể đủ cho mình lưu hữu đường lui, nếu như ngươi đã ở trong lòng cho mình lưu hữu nhất điều đường lui, như vậy ngươi tướng vĩnh viễn cũng vô pháp đến cường giả đỉnh phong. Diệp Thần Phong không cam lòng buông tha để thăng thực lực cơ hội, để thăng thực lực đối với hắn mà nói là trọng yếu nhất. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đề thăng thực lực giết chết hoàng sắc cự mãng, hoặc là thực lực không có cách gì đề thăng, hắn biến thành hoàng sắc cự mãng cái cơm tàu. Mặc kệ nhiều như vậy, thử trước một chút hơn nữa. Diệp Thần Phong ninh hạ vân đằng cô chi vương một cái tiểu sừng, không chút do dự nào tự nhét vào trong miệng, lung tung nhai một lần, một loại nhàn nhạt cay đắng vị tại Diệp Thần Phong nhũ đầu thượng tán khai. Sau đó tướng nhai hư thúi vân đằng cô nuốt vào cổ họng trong, thân thể tịnh không có dị thường cảm giác. Đợi sau nửa giờ, Diệp Thần Phong y nguyên không có cảm giác, trong lòng hoài nghi là điều không phải ăn quá ít. Vì vậy liền lại ninh vân đằng cô chi vương một góc nhét vào trong miệng. Hiện ở trong lòng hắn có thể đang lẩm bẩm, hắn thật đúng là sợ trực tiếp dùng ăn vân đằng cô đối để thăng linh hồn lực nhất điểm tác dụng cũng không có ni. Chương 110, Chiến cự mãng. Lại nửa giờ sau khi đi qua, giữa lúc Diệp Thần Phong muốn nhiều hơn nữa dùng ăn một ít vân đằng cô chi vương thời gian, trong dạ dày mặt từ từ thay đổi được noãn hòa thuận vui vẻ lên, cả người trên thân thể các nơi gân mạch cũng biến thành phá lệ thoải mái, nhưng Diệp Thần Phong cổ họng trong phát ra hưởng thụ thanh âm, hình như là đang làm chuyện nam nữ thông thường. Bất quá khẩn đón Diệp Thần Phong cũng cảm giác được không được bình thường, trong cơ thể ôn độ đang không ngừng kéo lên, ngắn ngủi nhất 2 phút. Thoải mái hưởng thụ đã bị đau đớn cấp thủ nhi đại chi. Nguyên bản trong cơ thể thích hợp ấm áp biến thành nóng rực đau đớn, toàn bộ ngũ tạng lục phủ hình như bị ném mạnh đến một cái lò luyện bên trong, mà toàn thân gân mạch có loại muốn bạo liệt cảm giác. Nếu như giờ khắc này Diệp Thần Phong trước mặt có cái gương lời nói, hắn nhất định có thể phát hiện hắn bây giờ cả khuôn mặt dường như mặt đỏ quan công thông thường, thậm chí tại trên mặt của hắn có thể thấy màu máu đỏ lỗ chân lông. Thân thể không ngừng ở trong huyệt động xoay động, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày sớm bị mồ hôi cấp thấm ướt, tam hạ ngũ trừ nhị tướng sở hữu quần áo và đồ dùng hàng ngày đều cởi ra, chỉ thấy trên người hắn nguyên bản da thịt trắng nõn, toàn bộ biến thành màu đỏ, là cái loại này tương du hồng, lúc này hắn hình như là bị thịt kho tàu thông thường ni. Diệp Thần Phong không ngừng dùng tứ cấp linh hồn lực chống đỡ trong cơ thể nóng rực. Nếu như không có linh hồn lực ở trong người giúp hắn giảm bớt một ít thống khổ lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm là đi đời nhà ma đi. Theo thời gian trôi qua, ôn độ cũng đang không ngừng bay lên, linh hồn lực chống đỡ công hiệu thay đổi được vi hồ kỳ vi, Diệp Thần Phong trên thân thể toát ra nhất nhiều lần khói trắng, trong không khí còn có loại cháy rụi vị đạo. Ý thức dần dần mơ hồ, Diệp Thần Phong trong miệng đô lầm bầm năng đạo, lẽ nào ta Diệp Thần Phong thật phải chết ở chỗ này? Ta nhất định muốn thẳng đã qua, nhất định muốn thẳng. Mí mắt thay đổi được càng ngày càng nặng, cổ họng trong khô khốc khó khăn chịu đựng, ngược lại phù phù một tiếng, mới ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy cổ họng trong động khó chịu, không kiềm hãm được ho khan, khái khái khái. Từ từ mở ra hai con ngươi, hai tay vuốt quang không lưu thu thân thể, Diệp Thần Phong mới nhớ tới dùng vân đằng cô chi vương sự tình. Nếu từ cái loại này đau khổ chính giữa thẳng tới rồi, như vậy thực lực có tăng lên hay không ni? Không kịp chờ đợi vận chuyển trong cơ thể linh hồn lực,
Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một luồng hoàn toàn mới dâng trào lực lượng ở bên trong thân thể lăn lộn. Căn cứ loại lực lượng này cường độ, Diệp Thần Phong dám khẳng định hắn bây giờ linh hồn lực đột phá đến cấp 5, không nghĩ tới chỉ là phục dụng Vân Đằng Cô Chi Vương hai cái tiểu sừng, là có thể nhượng hắn để thăng cấp một linh hồn lực, đây đã là đặc biệt chuyện bất khả tư nghị. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, nắm chặt nắm tay, trong lòng chiến ý dâng trào, nếu là lúc này có nữ nhân thấy hắn cái này phó mô dạng, tuyệt đối sẽ kinh thanh thét chói tai. Cũng không là bởi vì hắn khí thế trên người có bao nhiêu cường hãn, mà là trên người hắn liền một cái che đậy vật cũng không có, 100% hội bị người cho rằng là biến thái bại lộ cuồng. Thuận Lợi Tướng trên mặt đất quần áo và đồ dùng hàng ngày nhặt lên mặc, Diệp Thần Phong ở trong lòng lo lắng là điều không phải lại dùng một ít Vân Đằng Cô Chi Vương, tướng linh hồn lực nhất cử đột phá đến lục cấp ni. Bất quá ngược lại muốn khởi loại đau khổ này tư vị, hắn vẫn quyết định không mạo hiểm như vậy. Dùng hắn hiện tại cấp 5 linh hồn lực trình độ, chắc là có thể cùng hoàng sắc cự mãng chu toàn một chút. Thực sự không được bỏ chạy mà, cấp 5 linh hồn lực phát huy được tốc độ có thể điều không phải hoàng sắc cự mãng có thể đuổi thượng, phải biết rằng trước Diệp Thần Phong tại tứ cấp linh hồn lực thời gian, hoàng sắc cự mãng muốn đuổi kịp tốc độ của hắn cũng cơ hồ là không thể nào, chớ nói chi là cấp 5 linh hồn lực. Thừa dịp hiện tại vừa đột phá, lực lượng trong cơ thể vừa vặn xử không hoàn ni. Tướng miệng huyệt động đá vụn từng khối rời đi, đầy đủ tốn hơn một giờ, Diệp Thần Phong mới thanh lý xong đá vụn, thấy được ngăn ở cái động khẩu ra một khối nham thạch, dùng sức tướng cửa động nham thạch cấp đẩy ra. Một luồng ánh mặt trời chói mắt tức khắc chiếu vào mờ tối trong huyệt động, nhượng Diệp Thần Phong không khỏi vi nheo lại hai con ngươi, bất quá hắn trong đầu cảnh giác nhất khác cũng không có thả lòng. Đợi cho hai con ngươi từ từ thích ứng ánh dương quang. Diệp Thần Phong mới đi từ từ ra miệng huyệt động, hướng phía bên trong sơn cốc quét mắt một lần, tỉnh không có phát hiện hoàng sắc cự mãng thân ảnh, giữa lúc hắn trong lòng lẩm bẩm thời gian, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có một luồng cảm giác nguy hiểm đập vào mặt, thân ảnh vội vã vọt ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Diệp Thần Phong nguyên bản đứng yên vị trí bụi bám phi dương, đá vụn văng khắp nơi, cái kia hoàng sắc cự mãng mới vừa rồi rõ ràng là tại sơn cốc trên thạch bích mới. Muốn cấp cho Diệp Thần Phong lăng không một kích chí mạng, hoàn hảo Diệp Thần Phong né tránh đúng lúc, bằng không Diệp Thần Phong linh hồn lực tuy nói đột phá đến cấp 5, thế nhưng thừa thụ hoàng sắc cự mãng như vậy trầm trọng một kích lời nói, thì là không chết, chỉ sợ cũng được muốn đi rơi nửa cái mạng đi. Hoàng sắc cự mãng phát hiện toàn lực một kích bị Diệp Thần Phong cấp tránh thoát, lập tức du động thân thể hướng phía Diệp Thần Phong lần thứ hai phát lai. Diệp Thần Phong tốc độ bây giờ đã hoàn toàn vượt lên cho hoàng sắc cự mãng chi thượng, cấp 5 linh hồn lực đề thăng tới cực hạn, thân ảnh dễ dàng tự bỏ qua rồi xúc sinh này đồ đạc. Diệp Thần Phong tại sơn cốc chính giữa tìm được rồi một cây tráng kiện rắn chắc thân cây, tại chạy trốn trong quá trình, một đường dựa vào sơn cốc thạch bích ma sát, rất nhanh cây khô đỉnh tự thay đổi được bén nhọn vô cùng, tráng kiện thân cây thành Diệp Thần Phong vũ khí. Dùng cực thật nhanh của tốc độ né tránh hoàng sắc cự mãng công kích đồng thời, Diệp Thần Phong lợi dụng khe hở trực tiếp tướng cây khô đỉnh cắm vào hoàng sắc cự mãng trong cơ thể, tại rút lúc đi ra tiên hồng sắc huyết tiêu tiên cao hơn một thước ni. Nguyên bản Diệp Thần Phong tướng mục tiêu nhắm ngay là hoàng sắc cự mãng đầu, tiếc rằng bị xúc sinh này đồ đạc kịp thời tránh thoát một kích chí mạng, bất quá bị tráng kiện bén nhọn thân cây đâm vào trong cơ thể, cũng đủ nó uống nhất hồ. Thân thể không ngừng trên mặt đất xoay động, vết thương chính giữa không ngừng chảy ra máu tươi, khoảng chừng qua 10 phút sau, cái kia hoàng sắc cự mãng vậy mà không động đậy nữa. Diệp Thần Phong nghi ngờ lẩm bẩm, này biến dị mãng xà sinh mệnh lực lại có thể yếu ớt như vậy. Tự chết như vậy. Diệp Thần Phong từng bước đến gần hoàng sắc cự mãng, cách đối phương chỉ có 10 thước xa thời gian, chỉ thấy hoàng sắc cự mãng thân thể trong giây lát động, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Thạc đại miệng to như chậu máu hướng phía Diệp Thần Phong đầu cháo xuống. Trong lòng đã sớm đoán được khả năng này hoàng sắc cự mãng là ở giả chết, Diệp Thần Phong không chút hoang mang đem vật cầm trong tay tráng kiện cành cây hướng phía hoàng sắc cự mãng càng dưới vọt tới. Hoàng sắc cự mãng nguyên bản tự hướng phía Diệp Thần Phong phương hướng kéo tới, lúc này gặp tráng kiện cành cây hướng phía tự bay bắn mà đến, bởi quán tính không có trước tiên làm ra phản ứng, đợi được muốn tránh thoát thời gian. Cả cùng tráng kiện cành cây đã đem hoàng sắc cự mãng đầu đâm cái đối xuyên, bổ nhào bay ở giữa không trung to lớn thân thể trong giây lát điệt rơi vào trên mặt đất.
Hoàng sắc cự mãng thân thể không cam lòng xoay động hai cái sau, hoàn toàn mất đi sinh cơ, lúc này xúc sinh này đồ đạc chắc là thật đã chết rồi. Chương 111, quấy rối tám người. Diệp Thần Phong tủng nhún vai bàng, mắng, người xúc sinh này đồ đạc sớm bảo ta ngắt lấy vài cọng vân đằng cô không thì phải mà. Ngươi xem, hiện tại ngươi liền cái mạng cũng bị mất đi. Được muốn bao nhiêu năm ngươi mới có thể lớn như vậy? Của ngươi cổ thân thể này tuyệt đối không thể đủ lãng phí a. Đợi có thể ăn nướng thịt rắn. Đối, có thể vương hữu lợi kịch độc trong cơ thể tại ăn hoàng sắc cự mãng thịt sau, là có thể không chừng trị mà khỏi bệnh, dù sao cái này có bôi kịch độc chướng khí là từ cự mãng thể nội tiết đi ra ngoài, ăn thân thể hắn thượng thịt sau, không sẽ cùng cho thu được nó miễn dịch năng lực mà. Ngay Diệp Thần Phong trầm tư chi tế, thân thể trong lúc bất chợt cảm giác bị nhất cổ cự lực cấp quấn lấy. Đợi cho tỉnh hồn lại thời gian, hắn mới phát hiện thân thể của chính mình lại có thể bị hoàng sắc cự mãng cấp quấn lấy. Chỉ thấy hoàng sắc cự mãng trên đầu còn không ngừng chảy máu tươi, miệng to như chậu máu nhất trường hợp lại qua lại mấy lần sau, tướng đối xuyên nó đầu tráng kiện cành cây cấp na đi ra, xúc sinh này sinh mệnh lực thật là đủ cường hãn. Diệp Thần Phong ngoại trừ cảm khái hoàng sắc cự mãng sinh mệnh lực bên ngoài, hắn càng thêm đối cự mãng giả chết năng lực tán thán. Hàng này tuyệt đối là động vật giới áo tư tạp ảnh đế hoặc diễn viên A. Hiện nay Diệp Thần Phong còn không biết hàng này là giống đực còn là giống cái ni. Hắn vừa rồi cũng thật dùng vì hoàng sắc cự mãng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thử nghĩ một tí đầu đều bị đối xuyên, còn có thể có sống khả năng sao. Thế nhưng cái này hoàng sắc cự mãng lại là vừa vặn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân thể bị chăm chú quấn vòng quanh, Diệp Thần Phong cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Mãng xà thông thường đều là tướng con mồi quấn đến hít thở không thông sau, mới chậm rãi hưởng thụ thức ăn ngon, với lại con mồi mỗi hô hấp một lần, nó quấn hội càng thêm chặt chẽ. Diệp Thần Phong tướng trong cơ thể cấp 5 linh hồn cấp phát huy đến cực hạn, thế nhưng chút nào cũng vô pháp giãy mãng xà quấn, nguyên bản thì là đột phá đến cấp 5 linh hồn lực Diệp Thần Phong, ở tránh diện cùng hoàng sắc cự mãng đối chiến thời gian, không hề nghi ngờ hắn cũng nhất định là bị giết nhất phương. Mà vừa rồi Diệp Thần Phong là lợi dụng tốc độ thủ thắng, hiện tại thân thể bị hoàng sắc cự mãng khống chế được, hắn cực hạn tốc độ căn bản là phái không hơn bất luận cái gì tác dụng. Hoàng sắc cự mãng tư thái thế nhưng có thùng nước như tráng kiện, có thể nghĩ quấn của nó nhiễu bao lớn áp lực. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy bộ ngực đầu khớp xương đều phải bị đập vụn, tại tiếp tục như vậy sợ rằng toàn thân hắn đầu khớp xương đều phải đổi thành nhất đống bột phấn. Một người toàn thân cao thấp liền nhất cục xương cũng không có, đó là một loại như thế nào ngoại hình. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong ra đầu một trận tê dại, trong miệng mắng, người xúc sinh này đồ đạc, đừng tưởng rằng như vậy là có thể thực hiện được. Diệp Thần Phong tại cắn chặt trước mắt thiếu chút nữa quên mất linh hồn lực phóng ra ngoài thủ đoạn này, hôm nay linh hồn lực tăng lên tới cấp 5, linh hồn lực phóng ra ngoài so với cấp 4 thời gian phải nhiều buông lỏng. Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực khống chế trên mặt cây tráng kiện cành cây, lại một lần nữa chợt đâm vào hoàng sắc cự mãng trong đầu, hoàng sắc cự mãng thân thể một trận co quắp, thế nhưng quấn lực lượng thay đổi được càng gia tăng. Diệp Thần Phong trong lòng chửi má nó, khống chế được tráng kiện cành cây tại hoàng sắc cự mãng trên người nơi đâm loạn, cũng không biết là đâm nhiều ít hạ sau đó, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, hoàn toàn thoát khỏi hoàng sắc cự mãng quấn. Lúc này Diệp Thần Phong y phục trên người đã là dính đầy cự mãng huyết, nhìn thoáng qua toàn thân cao thấp nhiều một chút cũng không có đếm huyết lỗ thủng hoàng sắc cự mãng, Diệp Thần Phong thủ chính giữa dẫn theo tráng kiện thân cây, chợt hướng phía cự mãng đầu não đi xuống, tướng đầu của nó trực tiếp cùng thân thể chia lìa, lúc này coi như là điều xả yêu phỏng chừng cũng không sống được. Trên y phục dính đát đát huyết cùng mùi hôi thối, nhưng Diệp Thần Phong không khỏi nhíu mày một cái. Tuy rằng hắn đều không phải đặc biệt tính toán sạch sẽ người, thế nhưng lần này dáng dấp thật sự là làm hắn không thể chịu đựng được, được muốn tìm một chỗ thật tốt tắm rửa mới được. Hơn nửa giờ sau, Diệp Thần Phong tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa tìm được rồi một chỗ sạch sẽ hồ nước, chẳng phân biệt được mọi việc tự cởi y phục xuống nhảy vào, chuẩn bị tướng trên người mùi hôi thối thật tốt tắm một cái rơi. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này có động vật hoặc người đi vào bên trong sơn cốc, phải biết rằng quang là bên trong chướng khí thì không phải là bất kỳ động vật gì chịu được, với lại phụ cận động vật khẳng định đều biết sơn cốc chính giữa sinh hoạt nhất điều nguy hiểm cự mãng, chắc chắn sẽ không bản thân đi vào chịu chết.
Trong miệng hừ tiểu khúc, Diệp Thần Phong tướng trên người mùi hôi thối rửa đi sau, toàn bộ tâm tình của người ta cũng biến thành khá hơn. Đẳng ly khai Nguyên Thủy Xâm Lâm sau, hắn là có thể lợi dụng Vân Đằng Cô phối trí nước thuốc, đến lúc đó đột phá đến lục cấp linh hồn lực nhất định là thỏa đáng. Đương nhiên trừ lần đó ra, Vân Đằng Cô đối Diệp Thần Phong mà nói còn có cái khác tác dụng ni. Giữa lúc Diệp Thần Phong tắm tận hứng thời gian, cách đó không xa truyền đến bang bang hai tiếng súng hưởng, khẩn đón một gã thân thể to tráng, mặc nước hoa quân trang nam nhân từ trong rừng rậm chạy ra, thở hổn hển đi tới bên cạnh hồ bên. To tráng nam nhân trên thân thể có nhiều chỗ bị thương, y phục trên người cũng đã sớm thay đổi được rách dưới, khi hắn thấy tại giữa hồ nhàn nhã tắm Diệp Thần Phong thời gian không khỏi ngẩn người. Ai sẽ nghĩ tới tại tràn ngập nguy hiểm Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa còn sẽ có người đang tắm ni. Bát Giác, chúng ta muốn bắt người sống, tướng Hoa Hạ cậu thật tốt dằn vặt trí tử. Không bao lâu thời gian, phía sau nam nhân đuổi tới bốn gã đảo quốc nam nhân, một đám thủ chính giữa cầm hỏa lực vũ khí. Tại trong hồ tắm Diệp Thần Phong là nhìn ra cái đại khái, đoán chừng là nước Hoa bộ đội tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa chấp hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của bọn họ khả năng chính là thanh trừ những này không hợp pháp xâm nhập nước Hoa đảo quốc phần tử. Bốn gã đảo quốc nam nhân đồng dạng thật không ngờ có người hội tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa tắm, một gã đi đầu đảo quốc người miệng quát cách sát vật luật. Sau đó mặt khác ba gã đảo quốc người giơ lên súng máy trong tay tự đối trong hồ Diệp Thần Phong một trận bắn phá, điên cuồng đạn như nhất điều hỏa long hướng phía Diệp Thần Phong vào tới. Bốn gã đảo quốc nam nhân khuôn mặt thượng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, bọn họ dường như đã có thể thấy Diệp Thần Phong biến thành tổ ong vò vẽ tràng cảnh. Đứng tại bên cạnh hồ bên nước hoa nam nhân khuôn mặt thượng tràn đầy áy náy, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, huynh đệ, là ta hại ngươi a. Ngay tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian, vài mười viên đạn cách Diệp Thần Phong còn có 5-6 mễ xa thời gian, đột nhiên ngừng lại tại giữa không trung. Sôi nổi mất đi động lực để tiến tới, toàn bộ rơi xuống đến hồ trong nước, văng lên một mảnh bọt nước tới. Diệp Thần Phong còn không chuẩn bị lập tức giết chết cái này bốn gã đảo quốc người đâu. Tốt xấu trong thân thể hắn mặt cũng chảy xuôi người nước hoa huyết a. Đã như vậy hắn đương nhiên phải thật tốt dằn vặt bốn người này một phen, sau đó mới có thể tống bọn họ ra đi mà. Các ngươi có biết hay không, các ngươi đã quấy rối đến ta tắm. Các ngươi biết quấy rối đến ta tắm sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng sao? Diệp Thần Phong hí ngực hỏi, nhưng mà trong giọng nói tràn đầy không gì sánh được lãnh đạm. Chương 112, tuyệt vọng. Vị huynh đệ này, vừa rồi thật là hiểu lầm a. Chúng ta chỉ là tới bắt hắn, tỉnh thật không ngờ mạo phạm đến ngài. Dẫn đầu đảo quốc nam nhân cúi đầu khom lưng, trong miệng nói cực kỳ không lưu loát nước hoa ngữ, hoàn toàn thay đổi một bộ mô dạng. Thật sự là Diệp Thần Phong thủ đoạn kinh sợ đến bọn họ. Đứng tại bên cạnh hồ bên nước hoa nam nhân miệng hơi mở, khi nhìn đến Diệp Thần Phong thủ đoạn sau, hắn trong lòng tức khắc dấy lên mong muốn, vừa muốn mở miệng nói, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, Diệp Thần Phong ăn mặc nhất cái quần lót trực tiếp từ hồ nước trong khiêu nhảy đi ra, bọt nước dường như nhiều cây cột nước văng lên hơn 2 thước cao, một cước đá vào danh dẫn đầu đảo quốc nam nhân khuôn mặt thượng, trong miệng mắng, thối lắm. Vừa rồi các ngươi nổ súng đều không phải khai rất vui mừng sao? Các ngươi đám này tiểu quỷ tử, biết nơi này là chỗ nào sao? Nơi này là nước hoa, có các ngươi cản rỡ địa phương mà. Danh dẫn đầu đảo quốc nam nhân khuôn mặt bị Diệp Thần Phong quang chân hung hăng dẫm nát trên mặt đất, cổ họng trong giống giật, Bát Giác, các ngươi giết hắn cho ta. Xem ra tên này đảo quốc nam nhân là không thể chịu đựng được cái này loại vũ nhục, trong lòng nhất thời tức giận. Thậm chí là đã quên vừa rồi Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn. Mặt khác ba gã đảo quốc nam nhân nghe được thượng cấp mệnh lệnh sau, vừa định muốn trừ động cơ thương cò súng, nhắm ngay Diệp Thần Phong lại một trận bắn phá, bọn họ chỉ cảm thấy thủ chính giữa nhất khinh, sau đó phát hiện ác tại súng máy trong tay đột nhiên không thấy. Diệp Thần Phong thủ chính giữa cầm một ổ súng máy, mặt khác hai bả ném cho danh nước hoa quân nhân. Súng máy ống nhắm thỉnh thoảng hướng ngay 10 thước bên ngoài ba gã đảo quốc nam nhân, nói rằng, liền vũ khí của mình đều cầm không vững, xem ra hay là ta tới giúp ngươi môn bảo quản đi. Danh dẫn đầu đảo quốc nam nhân giá hạ tử trợn tròn mắt, hắn ba danh thủ hạ súng máy trong tay làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương chân nhất khắc cũng không có rời đi gương mặt của hắn a.
Ba gã bị Diệp Thần Phong thủ chính giữa súng máy ống nhắm nhắm ngay đảo quốc nam nhân, một đám sôi nổi tả thiểm bên phải tị, cái này trên thế giới có ai là không sợ chết ni. Đứng tại bên cạnh hồ nước hoa quân nhân, đối Diệp Thần Phong là túc nhiên khởi kính, bọn họ những quân nhân này bội phục nhất chính là thực lực cường hãn người, mà Diệp Thần Phong biểu hiện ra các loại tất cả, tuy rằng nhượng hắn có chút không nghĩ ra, thế nhưng hắn dám khẳng định đối phương nhất định là một gã cao thủ. Vừa rồi tại danh ba gã đảo quốc nam nhân muốn thời điểm nổ súng, Diệp Thần Phong tướng trong cơ thể cấp 5 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, lợi dụng tốc độ nhanh nhất tướng ba gã đảo quốc nam nhân súng máy trong tay đoạt lấy. Diệp Thần Phong cùng bọn họ cách xa nhau cự ly vốn là tương đối tiếp cận, cấp 5 linh hồn lực phát huy được tốc độ, mấy giây là có thể tại giữa bọn họ đi cái qua lại, thế cho nên người ở chỗ này thậm chí không thấy được Diệp Thần Phong lại có thể có động tới. Bang bang phanh, Diệp Thần Phong khi nhìn đến ba gã đảo quốc nam nhân có thoát đi ý đồ, không chút do dự nào khai xuất ba thương, ba viên đạn chuẩn xác không có lầm chiếu vào ba người bọn họ trái tim chính giữa, liền cổ họng trong phát sinh gào thảm cơ hội cũng không có lưu cho bọn hắn. Thấy thủ hạ của mình bị Diệp Thần Phong dễ dàng giải quyết rồi, danh dẫn đầu đảo quốc nam nhân sợ, không để ý tới khuôn mặt bị cúng Diệp Thần Phong chân cấp đạp ở, một cái kình nói rằng, chúng ta không nên tới nước hoa dương oai. Chúng ta không nên tới nước hoa dương oai, chỉ cần ngài có thể thả ta, ta lập tức nhượng người toàn bộ lui ra nước hoa cảnh nội. Tiểu huynh đệ, ngươi nghìn vạn không nên tin lời của hắn, tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa còn có hắn thật nhiều đồng bọn ni. Người của bộ đội chúng ta hầu như đều chết ở trong tay của bọn nọ. Đứng tại bên cạnh hồ nước hoa quân nhân hai mắt đỏ bừng quát dẹp đường. Phanh, Diệp Thần Phong tủng nhún vai bàng. Tùy ý hướng phía tên này đảo quốc người trong quần nả một phát súng, a, khẩn đón cổ họng của hắn trong phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Diệp Thần Phong không có đình chỉ nổ súng xu thế, lại liên tục tính hướng phía đảo quốc nam nhân tứ chi nả một phát súng, nói rằng ta thế nhưng cái đặc biệt nhân từ người tốt, tự lưu hạ ngươi ở nơi này tự sinh tự diệt đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể đủ thả cái này con giống sinh a. Danh nước hoa quân nhân đi tới Diệp Thần Phong hai bên trái phải nhắc nhở. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nói rằng, cái này nguyên thủy xâm lâm chính giữa dã thú nên có không ít đi. Hiện tại tứ chi của hắn đều không có cách gì nhúc nhích, dã thú nghe thấy được mùi máu tươi sau, nhất định sẽ tìm kiếm vị đạo mà đến, ngươi không phải nói hắn là xúc sinh sao. Nhượng hắn sống sờ sờ bị dã thú xé rách nát vụn chẳng phải là càng thêm thống khoái. Danh nước hoa quân nhân nghe được không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, từ bên ngoài thượng thấy thế nào Diệp Thần Phong đều là một cả người lẫn vật vô hại thanh niên, bất quá hắn đối Diệp Thần Phong làm như vậy tịnh không có bất luận cái gì phản cảm, coi như là tướng những. Này đảo quốc người thiên đao vạn quả cũng khó tiết hắn mối hận trong lòng. Các ngươi không thể làm như vậy, nước hoa đều không phải đề xướng muốn đối xử tử tế bắt tù binh sao. Các ngươi làm như vậy trái với đạo đức điểm mấu chốt. Danh đảo quốc nam nhân trong miệng tuyệt vọng quát, hắn cũng không muốn đương cái này nguyên thủy xâm lâm chính giữa dã thú bữa ăn ngon a. Ngô ngô ngô, đảo quốc nam nhân cổ họng trong nức nở, Diệp Thần Phong trực tiếp từ bên hồ nắm lên nắm nước bùn nhét vào đối phương trong miệng, không nhịn được nói táo lưỡi. Vị huynh đệ này, ta là Hồ Vĩ, là nước Hoa Kinh thành quân khu một chi bộ đội đội trưởng, sự tình hôm nay phải cảm tạ ngươi, nếu không ngươi, chỉ sợ ta hiện tại. Hồ Vĩ thật tâm thật ý hướng Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ. Mọi người đều là người nước Hoa, không cần thiết khách khí như vậy, ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong có thể từ Hồ Vĩ trên người cảm thụ được đậm liệt sát khí, đối phương chắc là bình thường chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, tự như cùng đời trước Diệp Thần Phong giống nhau, bất quá chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đã có thể làm được sát khí nội liếm cảnh giới. Nhìn chính đang mặc quần áo Diệp Thần Phong, Hồ Vĩ trong lòng do dự sau đó. Còn là quyết định lên tiếng, thứ cho ta mạo muội hô ngươi một tiếng Diệp huynh đệ, ta nghĩ thỉnh Diệp huynh đệ giúp một chuyện, không biết cũng không thể được ni. Tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa còn có nhiều danh đội bằng hữu bị đảo quốc người bắt làm tù binh ni. Nhất là ở giữa có hai gã đi theo nữ tính quân y, Hồ Vĩ thật sợ hai gã quân y bị cái này bang xúc sinh không bằng gì đó cấp, thế nhưng nếu như hắn một người trở về lời nói thuần túy là chịu chết, bất quá tại hắn kiến thức qua Diệp Thần Phong thủ đoạn sau. Hắn trong lòng phi thường khẳng định tên này thanh niên có thể trợ giúp tiểu đội của hắn. Diệp Thần Phong cũng đại khái đoán được Hồ Vĩ trong lời nói ý tứ, mọi người đều là người nước Hoa,
có thể giúp một cái tự giúp một cái đi. Huống hồ hắn đối đảo quốc người đặc biệt không cảm mạo. Đối phương hiện tại còn có bao nhiêu người? Diệp Thần Phong hỏi. Hồ Vĩ Mang không kịp thất tướng đối phương tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa thế lực phân bố nói cho Diệp Thần Phong. Hắn biết nếu Diệp Thần Phong hỏi vấn đề này, như vậy cũng chính là đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Trong miệng liền vội vàng nói, Diệp huynh đệ, ta đại biểu nước Hoa quân nhân cảm ơn ngươi, ta đại biểu đội hữu của ta cảm ơn ngươi. Sau đó nếu như Diệp huynh đệ đến kinh thành, gặp phải chuyện gì đều có thể tới tìm ta Hồ Vĩ, ta chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì từ chối. Chương 113, Anh hùng cứu mỹ nhân. Lần này nước Hoa quân đội nhận được tin tức, có nước ngoài kẻ phạm pháp muốn mượn trợ nguyên thủy xâm lâm, do đó đến nước Hoa cảnh nội. Mà Hồ Vĩ tiểu đội chính là phụ trách thanh trừ những này kẻ phạm pháp, nguyên bản căn cứ bọn họ nhận được tin tức, nhân số của đối phương tại 10 người trong vòng. Ai biết đạo đương Hồ Vĩ bọn họ tiến nhập nguyên thủy xâm lâm chính giữa thời gian, lại là liên tiếp lọt vào đối phương phục kích, dùng tình thế bây giờ đến xem, nhân số của đối phương. Ít nhất, tại 3-40 người trở lên. Hồ Vĩ lãnh đạo 20 người tiểu đội hiện tại còn sống chỉ còn lại có 5 người, trừ hắn ra còn lại 4 người toàn bộ bị này kẻ phạm pháp cấp bắt sống. Hồ Vĩ mang theo Diệp Thần Phong thận trọng xuyên qua tại cây cỏ xanh nguyên thủy xâm lâm chính giữa, hai người đại khái chạy trốn hơn nửa giờ sau, Hồ Vĩ đột nhiên ngừng lại, xoay người nói với Diệp Thần Phong, Diệp huynh đệ, chúng ta không thể đủ tải đi tới, đi lên trước nữa lời nói, phỏng chừng muốn bị địch nhân phát hiện, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hồ Vĩ bả mong muốn toàn bộ ký thác vào Diệp Thần Phong trên người, cho nên tự nhiên mà vậy bả đối phương trở thành người tâm phúc. Bả trong tay ngươi súng ngắm cấp ta. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Hồ Vĩ trong tay súng ngắm nói rằng. Hồ Vĩ tướng súng ngắm đưa cho Diệp Thần Phong, sau đó hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi cũng không phải là muốn từ khoảng cách xa như vậy bắn trúng địch nhân đi. Huống hồ số lượng của địch nhân không phải số ít. Ngươi làm như vậy đều không phải bả vị trí của chúng ta cấp bại lộ mà. Hồ Vĩ nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, hắn từ trước tại trong quân đội kiến thức qua tay súng thiện xạ nhiều đi, nhưng là bọn hắn cách địch nhân nơi vị trí thật sự là xa nhất điểm, thì là Diệp Thần Phong thuật bắn súng thật đặc biệt tinh chuẩn, đây cũng quá. Tại Hồ Vĩ suy nghĩ lung tung thời gian, Diệp Thần Phong dùng súng ngắm thượng ống nhắm kéo vào cự ly, không chút do dự liên tục nổ súng. Bởi súng ngắm thượng là trang bị ống hãm thanh, súng ngắm bắn ra đạn thời gian trên cơ bản không có phát sinh bất luận cái gì tạp âm. Nhân số của đối phương có sắp tới 40 người, một đám chút nào không ngoại lệ đều là đảo quốc người, sau lưng bọn họ còn có một cái thiên nhiên hình thành sơn động, những này đảo quốc nam nhân tại sơn động chu vi đi tới đi lui, thủ chính giữa nắm súng máy, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa, bảo đảm mình tùy thời tùy chỗ có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bên trong sơn động, tia sáng hồn ám, một gã chừng 30 tuổi đảo quốc nam nhân khuôn mặt thượng hiện lên tham lam dáng tươi cười, ở trước mặt của hắn có hai gã bị ngón tay to dây thừng trói chặt thân thể nữ nhân. Cái này hai gã nữ nhân tướng mạo đều hết sức không tệ, mặc trên người có chút đồ quân trang, cấp nam nhân một loại đặc biệt loại khác mê hoặc, đây cũng có thể xưng là chế phục mê hoặc đi. Nhất là một tên trong đó nữ nhân, vóc người tuyệt đối là đỉnh cao, nên đột địa phương đột. Nên ao địa phương ao, chỉ cần là nam nhân đã nghĩ muốn tại trên người của nàng thật tốt chinh phạt một phen. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn khẳng định có thể nhận ra tên này vóc người tương đối đầy đặn nữ nhân, cái này không chính là của hắn Hiểu Phỉ tả, Võ Hiểu Phỉ mà. Đã quên bản thân ta giới thiệu, ta là Võ Đằng Nhất Lang. Hai người các ngươi còn là ngoan ngoãn thuận theo ta đi. Nếu như các ngươi có thể nhường ta hài lòng lời nói. Ta sau đó có thể cho các người đứng ở bên cạnh ta, đời này tự hầu hạ ta một người. Võ Đằng Nhất Lang khóe miệng hơi thượng di động, ngược lại biến sắc quát dẹp đường, nếu như hai người các ngươi không thuận theo lời của ta, bên ngoài thế nhưng có rất nhiều người chờ hưởng thụ thân thể của các ngươi ni. Ta nghĩ ta những, này thủ hạ đặc biệt cam tâm tình nguyện thỏa mãn các ngươi. Võ Hiểu Phỉ sắc mặt trắng bệch, trong miệng xì một tiếng khinh miệt nói rằng các ngươi những. Này tiểu quỷ tử. Có loại ngươi tự thống thống khoái khoái giết ta, không nên làm cho những. Này tiểu siếc, Võ Hiểu Phỉ lần này là lén lút đi ra chấp hành nhiệm vụ, võ lão gia tử cũng không biết Võ Hiểu Phỉ đến nguyên thủy xâm lâm chính giữa tới chấp hành nhiệm vụ, bằng không dùng võ lão gia tử thương yêu, nói cái gì cũng sẽ không để cho nàng đi ra ngoài. Lúc này khá tốt,
nhiệm vụ nếu không chưa xong, tiểu đội cũng trên cơ bản toàn quân bị diệt, nàng khả năng còn cũng bị đảo quốc những xúc sinh này cấp vũ nhục. Trong đầu đột nhiên hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh, ban đầu ở kinh thành vừa hôn, vẫn nhượng Võ Hiểu Phỉ nhớ mãi không quên ni. Trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, ta khả năng thật sớm sẽ không có coi Thần Phong là làm đệ đệ đối đãi, không biết từ lúc nào thân ảnh của hắn đi vào tâm lý của ta, nếu như lần này ta có thể không bị những xúc sinh này cấp vũ nhục, đồng thời còn có thể sống, từ nay về sau ta Võ Hiểu Phỉ nhất định hội thản nhiên mặt đối tình cảm của mình. Hiểu Phỉ tả, ta không sợ chết, ta sợ trước khi chết cũng không thể đủ bảo trụ tôn nghiêm của mình. Võ Hiểu Phỉ bên cạnh danh tuổi tác hơi thấp quân y lại thưa dạ nói rằng, cả khuôn mặt đản thượng đã đầy vệt nước mắt. Các ngươi hai cái này không biết tốt xấu nữ nhân, đợi ta tự cho các ngươi tại tính phúc chính giữa chết đi. Ha ha ha, Võ Đằng Nhất Lang từ bên hông rút ra nhất thanh võ sĩ đao, tướng võ sĩ đao mũi đao nhắm ngay Võ Hiểu Phỉ quân trang, nhẹ nhàng nhất khiêu, quân trang tức khắc lại nhiều hơn nhất điều lỗ to lớn. Ngươi nói khi ta hoa đến để mấy đao thời gian, của ngươi ngọc thể mới có thể hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt của ta. Sơn động bên ngoài, nguyên bản qua lại dò xét chừng 40 danh đảo quốc người, đã toàn bộ thẳng ở trên mặt đất, mỗi một cái đều là cổ họng miệng tại mạo hiểm ấm áp máu tươi, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Xa xa chính cầm kính viễn vọng ngắm nhìn hồ vĩ, hai chỉ trong mắt thiếu chút nữa đều trừng ra ngoài, Diệp Thần Phong thuật bắn súng vẫn có thể là thuật bắn súng sao? Mỗi nhất thương đều là bắn trúng địch nhân cổ họng, để cho bọn họ liền kêu to cơ hội cũng không có. Với lại mỗi nhất thương cùng mỗi nhất thương trong lúc đó cơ hồ là không có ngừng lại, hình như Diệp Thần Phong liền nhắm vào đều không cần nhắm vào, hiện tại Hồ Vĩ mới biết được vừa rồi thiện ý nhắc nhở hoàn toàn là dư thừa. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, có thể có cái loại này thần kỳ thủ đoạn người, sẽ là hời hợt hạng người sao? Hiện ở trong lòng hắn thậm chí nghĩ đến muốn thế nào bả Diệp Thần Phong đào được quân khu đi, bất quá hắn cái ý nghĩ này là dư thừa, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nếu như muốn đi quân khu phát triển, còn dùng được đi qua Hồ Vĩ tầng này quan hệ mà. Đây quả thực là nói đùa mà. Bên trong sơn động, Võ Đằng Nhất Lang nhất điểm cũng không có phát hiện ngoài sơn động động tĩnh, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Võ Hiểu Phỉ đằng hai người nói, hai người các ngươi không nên nghĩ cắn lưỡi tự sát, tự coi như các ngươi tử. Ta cũng phải nhận được thân thể của các ngươi, ta cũng đều không phải đệ nhất lần cùng thi thể làm vận động. Võ Hiểu Phỉ cùng một gã khác quân y sắc mặt tái nhợt được dường như vừa chát phấn qua tường, các nàng thật là bị Võ Đằng Nhất Lang lời nói dọa sợ, phải biết rằng hai người bọn họ còn đều là hoa cúc khuê nữ ni. Liền một lần thường trái cấm tư vị cũng không có. Võ Đằng Nhất Lang lần thứ hai dùng mũi đao nhắm ngay Võ Hiểu Phỉ quân trang, lần này hắn dự định một đao tướng đối phương áo khoác toàn bộ cắt. Hắn đã không kịp đợi muốn hưởng thụ Võ Hiểu Phỉ to lớn thân thể. Đợi hai người các ngươi tự thỏa thích tại ta giữa hai chân kêu to đi. Ta sẽ nhường các ngươi thoải mái đến thiên đường đi lên, ta sẽ nhường các ngươi biết chúng ta đảo quốc nam nhân là bao nhiêu dũng mãnh. Ở vào cực độ trong hưng phấn Võ Đằng Nhất Lang không có phát hiện phía sau hắn vào nhất đạo thân ảnh, bởi sơn động tia sáng hôn ám, Diệp Thần Phong còn không có phát hiện hai gã quân y chính giữa một người trong đó là hắn Hiểu Phỉ tả ni. Giọng nói ngoạn vị nói rằng, sợ rằng đợi ngươi giữa hai chân tên kia rất nhanh thì hội bị ta cấp đạp bảo. Chương 114, Võ Hiểu Phỉ nước mắt. Ngươi là ai? Ngươi thế nào đi tới? Nghe được thanh âm Võ Đằng Nhất Lang trong giây lát xoay người lại, hắn cũng biết sơn động bên ngoài có chừng 40 danh thủ hạ tuần tra, như vậy người trước mặt này là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là tướng thủ hạ của hắn toàn bộ giết chết sao? Cái này rõ ràng quá thiên phương dạ đàm đi. Võ Đằng Nhất Lang biết hắn những này thủ hạ tuy rằng không gọi được là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể bị trước mặt cái này nhìn như yếu đuối thanh niên toàn bộ giết chết, cho nên hắn trong lòng lập tức có định luận, chính là trước mặt người thanh niên này ngụy trang thuật thập phần rất cao, đã lừa gạt hắn những thủ hạ kia mắt lén lút chạy vào tới. Võ Đằng Nhất Lang phía sau bị dây thừng trói chặt thân thể Võ Hiểu Phỉ, nàng cũng giống như Diệp Thần Phong không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Thế nhưng nàng và Diệp Thần Phong có thể nói là thanh mai trúc mã, lẽ nào Diệp Thần Phong thanh âm nàng nghe còn không hiểu sao? Võ Hiểu Phỉ thân thể mềm mại tránh ghim, thanh âm run rẩy hỏi, Thần Phong, ngươi là Thần Phong sao? Diệp Thần Phong hai con ngươi nhất ngưng, hắn đồng dạng đối Võ Hiểu Phỉ thanh âm cũng rất quen thuộc, thốt ra, ngươi là Hiểu Phỉ tả. Ngươi thật là Thần Phong,
Võ Hiểu Phỉ nhất trái tim cuồng loạn khiêu động, trong lòng không khỏi nghĩ đạo, chẳng lẽ là Lão Thiên nghe được ta cầu nguyện, mới có thể nhượng Thần Phong tới cứu ta. Diệp Thần Phong song quyền hơi nắm chặt, khuôn mặt thượng hí ngược dáng tươi cười tiêu thất, trong cơ thể bốc hơi nồng đậm sát khí, hắn không có tâm tư lại bồi trước mặt cái này đảo quốc tiểu quỷ tử nhiều lời. Võ Hiểu Phỉ đối với Diệp Thần Phong mà nói ở trong lòng hắn tuyệt đối giữ lấy nhất định vị trí, trước không nói hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, tại Diệp Thần Phong mắc kinh hoàng chứng trong khoảng thời gian này nội, Võ Hiểu Phỉ bình thường mặc kệ có nhiều bận cũng sẽ bớt thời giờ đi ra bồi hắn, thấy hắn bị người khi dễ, không cần suy nghĩ tự hội đứng ra. Diệp Thần Phong coi Võ Hiểu Phỉ là thành chân chính tỷ tỷ đối đãi, tuy rằng hai người hiện tại không giải thích được kết hạ hôn ước, thế nhưng sợ rằng bây giờ Võ Hiểu Phỉ còn không biết chuyện này ni. May là sự tình hôm nay bị Diệp Thần Phong gặp phải, bằng không hắn Hiểu Phỉ tả 100% hội bị trước mặt tên xúc sinh này tiểu quỷ tử cấp làm bẩn a. Võ Đằng Nhất Lang đã nhận ra Diệp Thần Phong trên người cuồn cuộn sát khí, tuy rằng hắn trong lòng có tự tin có thể 3-2 cái giải quyết trước mặt cái này nhìn như yếu đuối thanh niên, nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn hướng phía cửa sơn động quát dẹp đường, các ngươi toàn bộ cấp ta tiến đến. Đợi 2-3 phút sau, liền cái quỷ ảnh cũng không có, Võ Đằng Nhất Lang trong lòng có chút bắt đầu hốt hoảng, tiếp tục uống đạo các ngươi cấp ta toàn bộ tiến đến. Thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hô hai tiếng? Nếu như ngươi gấp như vậy đi gặp lời của bọn họ, ta không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Diệp Thần Phong nhún vai, dưới chân bước chân khoa trước một bước. Lúc này nếu là Võ Đằng Nhất Lang còn không có đoán được thủ hạ của hắn đã toàn bộ đã xảy ra chuyện, như vậy hắn tự thật là số người heo não, nắm trong tay võ sĩ đao hung hăng hướng phía Diệp Thần Phong đầu bổ xuống, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể tới cái tiên phát chế nhân. Diệp Thần Phong không vội không nóng nảy đưa tay phải ra hai đầu ngón tay, dễ dàng kẹp lấy chiêu đầu hắn phách xuống võ sĩ đao, rát băng một tiếng, không tốn sức chút nào tướng võ sĩ đao cấp chiết đoạn, trong miệng nói rằng, hạng người gì dùng dạng gì đao, quả nhiên tất cả đều là phế phẩm. Võ Đằng Nhất Lang hiện tại biết trước mặt cái này nhìn như yếu đuối thanh niên, là ở phẫn heo ăn con cọp mà. Tuyệt đối đều không phải một cái phổ thông nhân vật. Dùng thực lực của hắn căn bản còn chưa đủ đối phương nhét kẻ răng ni. Tức khắc tướng suy nghĩ động đến sau lưng hai gã quân y trên người, xoay người vừa định muốn đem Võ Hiểu Phỉ bắt cóc, dùng để cho rằng uy hiếp Diệp Thần Phong lợi thế. Chỉ cảm thấy bên cạnh bỗng nhiên thổi qua một trận kình phong, đợi được Võ Đằng Nhất Lang phản ứng kịp thời gian, há mồm sừng hơi nụ cười khuôn mặt tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi! Võ Đằng Nhất Lang khuôn mặt thượng hiện đầy kinh hoàng. Trong miệng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy giữa hai chân của hắn truyền ra nhỏ nhẹ xì thanh, chỉ thấy Diệp Thần Phong một cước đá vào hắn trong quần, Võ Đằng Nhất Lang chán nổi gân xanh khởi, cổ họng trong đau ô nức nở nuốt nói không nên lời một chữ tới. Ta mới vừa ở cũng đã nói, người giữa hai chân tên kia hội bị ta cấp đạp bọc. Nguyên bản ta còn muốn nhiều chơi với ngươi một hồi ni. Thế nhưng ngươi mạo phạm đến ta Hiểu Phỉ tả, cho ngươi lưu trên thế giới này nhiều hô hấp một giây. Chính là lãng phí không khí. Diệp Thần Phong tướng cấp 5 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, hướng phía Võ Đằng Nhất Lang ngực xúy ra kẹp ở ngón tay gian đoạn lưỡi dao, chỉ thấy lưỡi dao xuyên thấu Võ Đằng Nhất Lang trái tim, trực tiếp từ phía sau lưng của hắn ra bay bắn đi ra, một nhập trong sơn động trên thạch bích, có thể thấy được Diệp Thần Phong xúy xuất đao nhận lực lượng có bao nhiêu to lớn. Võ Đằng Nhất Lang trái tim miệng phun rơi ấm áp máu tươi. Hắn vạn lần không ngờ sự tình hội tới một cái 180 độ đại chuyển biến, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ muốn thế nào hưởng thụ Võ Hiểu Phỉ cùng hai bên ngoài một gã quân y xinh đẹp thân thể ni. Mà hiện tại hắn lại là muốn đi gặp Diêm Vương gia, hai con ngươi không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hình như phải nhớ kỹ đối phương tướng mạo thông thường. Thấy ngươi cái này phó ngu xuẩn dạng ta tự tâm phiền. Diệp Thần Phong một cước trực tiếp tướng Võ Đằng Nhất Lang cấp đoán bay ra khỏi sơn động. Diệp Thần Phong trước cấp Võ Hiểu Phỉ buông lỏng ra buộc ở trên người dây thừng vừa mới buông ra, Võ Hiểu Phỉ mềm mại thân thể tự nhào vào Diệp Thần Phong ngực trong, bộ ngực cao ngất gắt gao chĩa vào Diệp Thần Phong trong ngực, trong miệng nghẹn ngào nói Thần Phong, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Thần Phong cảm thụ được trong lòng giai nhân nhiệt độ cơ thể, cưỡng chế tướng trong lòng ý niệm tà ác ép xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Võ Hiểu Phỉ phía sau lưng. Nói rằng, Hiểu Phỉ tả, cái này đều không phải không sao mà.
Võ Hiểu Phỉ ghé vào Diệp Thần Phong trên ngực, khuôn mặt giờ khắc này sớm đã là đầy nước mắt, nguyên bản ôn nhu chính giữa mang điểm kiên cường khuôn mặt, thoáng cái thay đổi được điềm đạm đáng yêu. Có thể Võ Hiểu Phỉ biểu hiện ra nhìn qua là một tính cách sang sảng cường hãn nữ nhân, thế nhưng mỗi nữ nhân nội tâm đều cũng có đồng mềm mại địa phương. Lại mà hôm nay Võ Hiểu Phỉ thiếu chút nữa bị Võ Đằng Nhất Lang cấp, nàng còn là một cái chưa nhân sự nữ nhân ni. Nếu quả như thật bị Võ Đằng Nhất Lang cấp, thì là Võ Đằng Nhất Lang không giết nàng, sợ rằng nàng cũng hội tự sát đi. Diệp Thần Phong đỡ dậy Võ Hiểu Phỉ thân thể, thấy Võ Hiểu Phỉ vỡ đê nước mắt, hắn trong lòng có loại lo lắng chua xót khổ sở, tướng trên người áo khoác cởi ra, khoác ở Võ Hiểu Phỉ trên thân thể, vươn tay lau khô lệ trên mặt nàng thủy, nói rằng, Hiểu Phỉ tả, đừng khóc, không sao, sau đó có ta ở đây ni. Võ Hiểu Phỉ thân thể mềm mại hơi rung động, khuôn mặt thượng dâng lên hai xóa sạch đỏ ửng, nàng nhớ lại vừa rồi bản thân phát qua thề, chỉ cần nàng có thể bình an tránh thoát cái này cướp, nàng tự hội thản nhiên đối mặt trong lòng thích Diệp Thần Phong cảm giác, giá hạ tử nàng thật cũng nữa tìm không được trốn tránh mượn cớ hoặc lý do. Chương 115, Nam Nhân Tốt. Vù 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 hô. Hồ Vĩ thở không ra hơi chạy vào bên trong sơn động. Vừa rồi Diệp Thần Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, mới thời gian một cái nháy mắt, hắn sử xuất toàn thân bú sữa mẹ lực lượng cũng theo không kịp đối phương nhịp bước, hắn thể năng tại quân khu tốt xấu cũng có thể bài thượng thứ tự, ai biết đạo tại Diệp Thần Phong trước mặt lại là nhất điểm cũng không đủ nhìn, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch người so với người tức chết người câu nói này hàm nghĩa. Diệp huynh đệ, ngươi, có thể chạy thật khá nhanh. Cũng không chờ ta một chút. Hồ Vĩ trong miệng đứt quảng nói rằng, khi hắn chậm qua một hơi thở, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần Phong ôm Võ Hiểu Phỉ tràng cảnh, trong lòng không khỏi nghĩ đạo, Diệp huynh đệ cũng quá nghiêu bê đi. Võ Hiểu Phỉ có thể điều không phải tùy tiện nữ nhân a. Lại có thể nhanh như vậy đã bị Diệp huynh đệ giải quyết cho. Trong lòng nghĩ như vậy, Hồ Vĩ lúng túng gãi đầu một cái, nói rằng, không có ý tứ, quấy rối các ngươi kế tục, ta cho các ngươi ở bên ngoài coi chừng. Hồ Vĩ thật đúng là ước gì Diệp Thần Phong có thể cùng với Võ Hiểu Phỉ ni. Nói như vậy Diệp Thần Phong không là có thể cùng bọn họ cùng nơi trở lại kinh thành sao? Đến lúc đó những Diệp Thần Phong vị cao thủ này gia nhập vào kinh thành quân khu tựu dễ nhiều. Võ Hiểu Phỉ đỏ mặt nói rằng, đội trưởng, người nói cái gì đó? Ta và Thần Phong đã sớm biết, ngược lại còn nói thêm, đối, đội trưởng ngươi là thế nào gặp phải Thần Phong? Các ngươi đã sớm biết. Hồ Vĩ nhìn Võ Hiểu Phỉ, tại trong miệng đô lầm bầm nang đạo, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong. Không thể nào, Hồ Vĩ trong đầu linh quang vừa hiện, Võ Hiểu Phỉ biết Diệp Thần Phong không phải là kinh thành Diệp gia vị kia mắc kinh hoàng chứng thiếu gia mà. Khó khăn này Diệp Thần Phong không bị Diệp Thần Phong. Dù sao kinh thành nghe đồn chính giữa Diệp Thần Phong là một không hơn không kém phế vật, mà trước mắt cái này Diệp Thần Phong không chỉ có là cao thủ. Hơn nữa còn là hắn kiến thức qua cao thủ lợi hại nhất. Nếu như đây là nghe đồn chính giữa kinh thành Diệp ra cái phế vật lời nói, như vậy kinh thành tất cả mọi người con mẹ nó là mắt bị mù. Đội trưởng, người đoán không lầm, hắn chính là kinh thành Diệp ra Diệp Thần Phong. Thấy Hồ Vĩ ánh mắt hoài nghi, Võ Hiểu Phỉ bang Hồ Vĩ xác định ý nghĩ trong lòng, nàng đã bắt đầu sơ bộ có làm Diệp Thần Phong nữ nhân giác ngộ, thấy nam nhân của chính mình bị người sùng bái. Nàng có thể so với Diệp Thần Phong đều hài lòng ni. Không phải đâu, Diệp huynh đệ, người thật là Diệp gia Diệp Thần Phong. Hồ Vĩ tại lần đầu tiên nghe được Diệp Thần Phong mình lúc giới thiệu, tịnh không có nhiều suy nghĩ gì, dù sao cái này trên thế giới trùng tên trùng họ người thật sự là nhiều lắm. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ta chính là Diệp gia Diệp Thần Phong. Xem ra lời đồn thật là không thể tin a. Hồ Vĩ trong lòng phá lệ cảm khái. Hồ đại ca, chuyện của ta còn xin ngươi giúp ta bảo mật, ta hiện tại không muốn để cho kinh thành quá nhiều người biết ta cải biến. Diệp Thần Phong so với Hồ Vĩ hơi nhỏ vài tuổi, xưng hô đối phương nhất tiếng đại ca cũng không quá đáng, lại mà Diệp Thần Phong còn muốn đợi được sau đó cấp kinh thành những đại gia tộc kia chính giữa người một cái kinh hỉ ni. Hồ Vĩ liền vội vàng nói, Diệp huynh đệ, chuyện của ngươi ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ngày hôm nay nếu không gặp phải Diệp huynh đệ ngươi. Sợ là chúng ta tiểu đội thật là muốn toàn quân bị diệt. Đội trưởng, Hiểu Phỉ tả, còn có vị kia dễ nhìn, các ngươi là điều không phải bà ta quên.
Một gã khác quân y trên người còn bị cột dây thừng ni. Tên của nàng là Tôn Bội Bội, bình thường cùng Võ Hiểu Phỉ quan hệ đặc biệt tốt. Hồ Vĩ bang Tôn Bội Bội tùng sợi dây trên người, sau đó hỏi, Tôn Bội Bội, đội chúng ta thượng bị đám này xúc sinh bắt sống hai gã khác đội bằng hữu ni. Tôn Bội Bội mới từ kinh hoàng chính giữa chậm tới được sắc mặt, trong nháy mắt lại trở nên bi thương lên, nói rằng, đội trưởng, bọn họ hai cái bị những này tiểu quỷ tử cấp giết chết. Nói Tôn Bội Bội cùng Võ Hiểu Phỉ mang theo Diệp Thần Phong cùng Hồ Vĩ đi ra sơn động, đi tới hai bên trái phải cách đó không xa một cây đại thụ trước, chỉ thấy hai gã nước hòa binh sĩ thân thể bị lăng không treo ở trên cây khô, là bị này đảo quốc xúc sinh sống sờ sờ lạc tử. Hồ Vĩ từ bên hông móc ra nắm quân dụng tiểu đao, cắt đứt cột hai tên lính đầu dây thừng, đưa bọn họ hai cái từ từ để xuống, nhìn thi thể trên đất, trong miệng nói rằng các huynh đệ, là ta Hồ Vĩ có lỗi với các ngươi a. Ta cái này làm đội trưởng chính là nhất điểm dùng cũng không có. Đội trưởng, cái này không thể đủ trách ngươi, muốn trách chỉ có thể quái những xúc sinh này không bằng đảo quốc người. Tôn Bội Bội an ủi. Đón Hồ Vĩ mang theo Tôn Bội Bội cùng Võ Hiểu Phỉ chỉnh lý chết đi đội bằng hữu thi thể, đương nhiên Diệp Thần Phong cũng gia nhập vào trong đó hỗ trợ. Hồ Vĩ không muốn gặp lại hắn trong đội thành viên thi thể phơi thây dã ngoại, hắn muốn đem anh dũng hy sinh chiến sĩ thi thể đều trở về đi, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Tướng tất cả thi thể chỉnh lý xong sau, màn đêm cũng chậm lại, Hồ Vĩ tại trước sơn động đốt một đống lửa sưởi ấm, đương nhiên này đảo quốc thi thể của người sớm đã bị chuyển rời đến rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đút dã thú. Võ Hiểu Phỉ đôi mắt đẹp vẫn mắt không chớp nhìn phía xa. Vừa rồi Diệp Thần Phong nói phải ly khai một tí, đến hiện tại vẫn chưa về ni. Nàng thật sợ đối phương xảy ra chuyện rồi. Hiểu Phỉ tả, người yên tâm đi, người tình đệ đệ như thế có bản lĩnh, tuyệt đối không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kinh qua ngắn ngủi giảm sóc, Tôn Bội Bội tâm tình từ từ chậm tới rồi. Đối, Diệp huynh đệ bản lĩnh có thể biện pháp hay ni. Hắn tuyệt đối là ta kiến thức qua nhân vật lợi hại nhất. Hồ Vĩ đây cũng không phải là nói ngoa, là nội tâm hắn chân thật nhất cảm thụ. Đội trưởng, Bội Bội, các ngươi nói cái gì đó? Ta và Thần Phong là tỷ đệ quan hệ. Võ Hiểu Phỉ trong lòng mặc dù đã không bài xích cùng Diệp Thần Phong đương tình lữ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể đủ nghe người khác như thế trêu đùa nàng ni. Cách đó không xa cây cỏ chính giữa truyền ra nhỏ nhẹ sàn sạt thanh, khẩn đón một đạo hắc ảnh chui ra. Cái này có thể không phải là Diệp Thần Phong mà. Chỉ thấy trong tay của hắn còn mang theo một con lột da thỏ rừng cùng một ít tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa tìm được thảo dược ni. Diệp Thần Phong từ lúc vừa rồi liền phát hiện Võ Hiểu Phỉ trên cánh tay của bị thương, nếu như trễ xử lý vết thương lời nói, sợ rằng hội bị nhiễm, khiến cho không khéo cuối cùng muốn cắt cũng không nói nhất định ni. Hiểu Phỉ tả, nhượng ta nhìn ngươi một chút cánh tay. Diệp Thần Phong nghiêm trang nói. Võ Hiểu Phỉ đôi má hơi phiếm hồng, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, người muốn nhìn cánh tay của ta làm gì? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Hiểu Phỉ tả, người vết thương trên cánh tay miệng nếu như trễ xử lý lời nói, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất phiền toái, ta tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa tìm một ít thảo dược, mới có thể giúp ngươi chữa khỏi. Nguyên lai là như vậy à? Võ Hiểu Phỉ trong lòng một trận không rõ thất lạc, bất quá vẫn là tướng nàng bị thương cánh tay đưa ra ngoài. Hỏi Thần Phong, ngươi chẳng lẽ còn hiểu y thuật sao? Phổ thông trị liệu ta vẫn hiểu. Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, khẩn đón tướng thảo dược nhét vào trong miệng nhai. Võ Hiểu Phỉ nhìn Diệp Thần Phong khi thì cau mày dáng dấp, trong lòng có loại ngọt ngào cảm giác, Thần Phong đây là đang cho ta nhai thảo dược sao? Tại Võ Hiểu Phỉ ngây người gian, Diệp Thần Phong đã đem nhai nát vụn thảo dược phun ra, ôn nhu thoa lên Võ Hiểu Phỉ cánh tay trên vết thương. Võ Hiểu Phỉ cảm giác trên cánh tay một trận thanh lương, nguyên bản trên vết thương nhỏ nhẹ đau đớn biến mất không còn chút nào, nhất nghĩ đến thảo dược thượng còn mang theo Diệp Thần Phong nước bọt, cùng với vừa rồi Diệp Thần Phong cau mày nhai thảo dược tình hình, gò má của nàng liền không nhịn được thay đổi được càng ngày càng hồng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ Thần Phong tương lai nhất định là một cái nam nhân tốt, một cái người chồng tốt. Chương 116, Vô Dụng Khuyên Bảo. Hiểu Phỉ tả. Người bây giờ là điều không phải cảm giác khá. Diệp Thần Phong bang Võ Hiểu Phỉ phu hoàn thảo dược sau hỏi. Ân Võ Hiểu Phỉ cổ họng trong nhẹ giọng đáp, cúi đầu hai bên đôi má ửng đỏ, đâu còn có bình thường sang sáng dáng dấp a.
hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhân tư thái mà. Thậm chí nàng liền Diệp Thần Phong đang nói cái gì cũng không có nghe rõ, chỉ là lung tung đáp ứng một tiếng mà thôi. Hiểu Phỉ Tả, ngươi sẽ không phải là thật Tư Xuân đi. Một bên Tôn Bội Bội vui cười xả Võ Hiểu Phỉ cánh tay trêu đùa. Võ Hiểu Phỉ vội vã hồi qua thần, nói rằng, tốt ngươi cái Bội Bội, hiện tại học được trêu đùa ngươi Hiểu Phỉ tỷ. Nhìn sau đó nhìn thấy ngươi bị người khi dễ, ta hoàn có thể hay không đứng ra cho ngươi xuất đầu. Hồ Vĩ thỉnh thoảng hướng tới đống lửa trước mặt trong thêm thêm củi, hình như hai mắt tựu là một đôi lỗ thông hơi, trước mặt chuyện đã xảy ra hắn là chẳng quan tâm, chỉ là thỉnh thoảng hội miết hướng Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn. Khi biết trước mặt Diệp Thần Phong chính là kinh thành Diệp gia lớn nhỏ sau, tâm tình của hắn xa xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, hiện ở kinh thành sở hữu đại gia tộc người đều biết Diệp Thần Phong là một được kinh hoàng chứng phế vật, kinh thành Diệp gia là hoàn toàn không người nối nghiệp. Cho nên rất nhiều đại gia tộc từ từ không coi Diệp gia là hồi sự, bọn họ đều cho rằng tại Diệp lão gia tử trăm năm quy thiên sau, Diệp gia tự hội hoàn toàn đạm ra kinh thành đại gia tộc hàng ngũ. Nhưng mà Hồ Vĩ hiện tại tin tưởng chỉ cần Diệp Thần Phong dùng cường hãn như vậy tư thái trở về kinh thành lời nói, nhất định hội ở kinh thành nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đến lúc đó sợ rằng Diệp Thần Phong có thể nhượng Diệp gia đến một cái xưa nay chưa từng có cao độ, đối với cái này nhất điểm Hồ Vĩ thâm tín không nghi ngờ. Không riêng gì Diệp Thần Phong thân thủ nhượng hắn ngưỡng vọng, hắn vẫn có thể cảm giác được Diệp Thần Phong trên người có loại cùng người khác bất đồng khí thế. Diệp Thần Phong tướng con kia lột da thỏ rừng dùng một cây thân cây giá, đặt ở trên đống lửa mới nướng lên, hắn còn đang nguyên thủy xâm lâm chính giữa tìm được rồi vài loại có thể đương gia vị nguyên liệu cỏ dại, cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng sự tình. Kỳ thực Hồ Vĩ trên người bọn họ là có chứa lương khô. Bọn họ cũng không cho là Diệp Thần Phong nướng đi ra ngoài thỏ rừng tốt bao nhiêu ăn, dù sao Diệp Thần Phong thân thủ đã đặc biệt rất cao, lẽ nào đối chủ nghệ cũng thập phần tinh thông sao? Cái này rõ ràng đặc biệt không hiện thực. Bất quá khi nửa giờ sau, mê người hương vị chậm rãi phiêu lúc đi ra, Võ Hiểu Phỉ, Hồ Vĩ cùng Tôn Bội Bội sôi nổi không khỏi nuốt nước bọt, nhìn bắt tay vào làm chính giữa làm tạp cổ họng lương khô là cũng nữa ăn không trôi một hơi. Hồ Đại Ca, đem ngươi quân dụng tiểu đao cho ta mượn dùng một chút. Diệp Thần Phong nhìn thỏ rừng nướng không sai biệt lắm. Nhận lấy Hồ Vĩ đưa tới quân dụng tiểu đao sau đó, Diệp Thần Phong cắt nhất con thỏ chân xuống, đưa đến Võ Hiểu Phỉ trước mặt, nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ăn thỏ chân đi. Võ Hiểu Phỉ nghe hương vị, cổ họng trong trực nuốt nước miếng, dù sao từ trước đến hiện tại nàng tại Diệp Thần Phong trước mặt hình tượng đều là một cái đại đại liệt liệt tỷ tỷ. Vì vậy nàng cũng không ở trang căng thẳng, một tay nhận lấy Diệp Thần Phong trong tay thỏ rừng chân. Cắn một cái đi xuống, xốp giòn ngon miệng, thịt trung gian còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, có thể nói là mở mà không béo, điều này làm cho Võ Hiểu Phỉ muốn ăn mở rộng ra, một con thỏ rừng chân tam hạ ngũ trừ nhị ăn sạch, đợi được nàng còn muốn nói lại muốn ăn một chút thời gian, chỉ thấy còn dư lại bị Hồ Vĩ cùng Tôn Bội Bội hai người cướp đoạt xong. Lạc Hồ Vĩ cổ họng trong ợ một cái, hắn sau khi ăn xong mới nhớ tới, hình như hắn cái này là không hỏi tự rước a. Diệp Thần Phong đều chưa nói cấp cho hắn ăn ni a. Lại mà Diệp Thần Phong bản thân nướng đi ra ngoài thỏ rừng, hắn bản thân lại một khối cũng không có ăn được, thật sự là cái này thỏ rừng vị đạo quá mỹ vị, nhưng Hồ Vĩ trong lúc nhất thời không dừng được, quả thực so với thất tinh cấp trong tửu điếm đại trù làm được thức ăn còn tốt hơn ăn mà. Diệp huynh đệ, không có ý tứ, ngươi xem. Hồ Vĩ có chút lúng túng gãi đầu một cái nói rằng. Đội trưởng, ngươi cũng quá kỳ cục, ta hoàn không có ăn được vài miệng ni. Lẽ nào ngươi không biết nữ sĩ ưu tiên sao? Nhú đầu thượng còn lưu lại xốp giòn vị đạo, Tôn Bội Bội khuôn mặt thượng là chưa thỏa mãn. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, ta chịu chút lương khô là được. Tuy rằng hắn đời trước bởi vì chấp hành nhiệm vụ yêu cầu, học một tay thất tinh cấp tửu điếm đại trù đều xa không thể thành trù nghệ, thế nhưng hắn đối ăn thật không phải là đặc biệt khảo cứu. Còn nhớ rõ đời trước thời gian, quốc gia cao tầng mấy cái lão đầu, bình thường sẽ tìm các loại lý do nhượng Diệp Thần Phong tố thái cho bọn hắn ăn, dùng ý của bọn họ Diệp Thần Phong chính là một thiên tài, chỉ cần là hắn dính đến lĩnh vực, hắn đều có thể đủ làm được đệ nhất, đương nhiên trù nghệ khối này lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Trong đầu hồi tưởng lại đời trước linh tinh hình ảnh, Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên có điểm nhàn nhạt thương cảm, đời trước tất cả hắn cũng nữa trở về không được,
tuy rằng hắn tịnh không lưu luyến đời trước loại cuộc sống đó trạng thái, thế nhưng tại thời đại kia vẫn có rất nhiều người nhượng hắn không thôi, trong đó là tối trọng yếu một cái chính là của hắn bạn gái kiêm hợp tác Lạc Tuyết Kỳ. Diệp Thần Phong, người có thể lại giúp chúng ta nướng chỉ thỏ rừng sao? Tôn Bội Bội hậu ra mặt hỏi. Tôn Bội Bội, Thần Phong là của chúng ta ân nhân cứu mạng, người chịu chút lương khô thì phải. Hồ Vĩ Bản gương mặt quát dẹp đường. Không ăn sẽ không ăn. Tôn Bội Bội làm thịt há miệng, ngược lại nhìn Diệp Thần Phong hỏi, người thật là cái kia Diệp gia Diệp Thần Phong sao? Nghe đồn ngươi đều không phải một cái kinh hoàng chứng người bệnh sao? Còn có thân thủ của ngươi làm sao sẽ tốt như vậy? Ngươi chủ nghệ thế nào cũng tốt như vậy. Ngươi, Bội Bội, ngươi có thể hay không không muốn hỏi nhiều vấn đề như vậy? Ta xem ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút vào núi động đi nghỉ ngơi đi. Võ Hiểu Phỉ nhìn lại nhài Tôn Bội Bội nói rằng. Hiểu Phỉ tả, lẽ nào ngươi không nỡ nam nhân của chính mình? Ta đã nói hắn là của ngươi tình đệ đệ mà. Tôn Bội Bội trêu đùa. Tốt ngươi cái nhà đầu, ngày hôm nay xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Võ Hiểu Phỉ đuổi theo Tôn Bội Bội chạy vào sơn động. Đêm nay hai nàng tự ở trong sơn động, mà Diệp Thần Phong cùng Hồ Vĩ tại sơn động bên ngoài gác đêm. Cái này nguyên thủy xâm lâm chính giữa có thể không thiếu hụt dã thú, vì lý do an toàn nhất định phải có người ở bên ngoài gác đêm. Trong sơn động thỉnh thoảng truyền ra hai nàng vui đùa ầm ĩ thanh, Hồ Vĩ nhìn Diệp Thần Phong hỏi, Diệp huynh đệ, ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không gia nhập vào quân khu vì nước Hoa hiệu lực ni? Dùng các ngươi Diệp gia tại nước Hoa lực ảnh hưởng, ngươi ở đây quân khu tiền đồ tương lai nhất định là không thể số lượng. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, Hồ Đại ca, ta không thích quân khu cái loại này ràng buộc cách sống, con người của ta lười nhác quán, còn là làm theo ý mình tốt, bằng không đi gia nhập vào quân khu, rất có thể sẽ gây ra đại loạn tử tới a. Hồ Vĩ nhìn ra Diệp Thần Phong đối gia nhập vào quân khu là không có bất kỳ hứng thú gì, hắn cũng biết hắn khuyên bảo trên căn bản là vô dụng, vì vậy thở dài một hơi nói rằng, Diệp huynh đệ, bất quá ta tin tưởng. Dùng năng lực của ngươi thời gian tới mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể đủ phát quang phát nhiệt, ngươi là một cái nhượng mây đen yểm không lấn át được Thái Dương. Chương 117, phân biệt. Trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời, thỉnh thoảng có trận trận gió lạnh thổi qua, có thể dùng trước sơn động đống lửa đón gió vũ động, thiêu đốt cành cây trong thỉnh thoảng truyền ra bùm bùm âm hưởng. Gặp Diệp Thần Phong thật đối gia nhập vào quân khu không có hứng thú. Hồ Vĩ cũng sẽ không miễn cưỡng nữa nhiều lời, có thể cùng Diệp Thần Phong cao thủ như vậy làm bằng hữu, hắn đã cao hứng phi thường, đối đãi rất lâu ngày hậu không thể đủ lòng tham không đáy. Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ từ trong sơn động đi ra, cổ họng trong nhẹ nhàng hô một tiếng, về phần Tôn Bội Bội chưa cùng sau lưng nàng, xem ra là bị nàng cấp chỉ phục. Hồ Vĩ có thể đều không phải một cái người ngu xuẩn, cổ họng trong ho hai tiếng, nói rằng cả ngày ngồi cũng lạ mệt. Ta đi hoạt động một chút gân cốt, hai người các ngươi tạm thời. Gặp Hồ Vĩ ly khai, Võ Hiểu Phỉ ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, thưởng thức Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt, nàng là càng ngày càng xem không hiểu cái này đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn Võ Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong đi được đặc biệt cận, nàng làm sao cũng nghĩ không thông Diệp Thần Phong thân thủ làm sao sẽ thay đổi được cường hãn như vậy. Lần trước tại Võ Lão Gia Tử trong phòng, thấy Diệp Thần Phong tại cường binh huấn luyện doanh phương pháp ghi hình, nàng vẫn muốn tìm cơ hội hướng Diệp Thần Phong hỏi rõ. Ai biết đạo bọn họ hội tại như vậy trường hợp gặp phải. Với lại Diệp Thần Phong là dùng anh hùng cứu mỹ nhân phương thức xuất hiện, trên cánh tay đắp Diệp Thần Phong nhai nát vụn thảo dược sau, vết thương đã đang chậm rãi khép lại, nàng chưa bao giờ biết Diệp Thần Phong còn hiểu y thuật. Thậm chí còn hội nướng thỏ rừng, nhưng lại nướng như vậy ăn ngon. Coi như là không có kinh hoàng chứng trước Diệp Thần Phong cũng là liền cái cơm cũng sẽ không nấu đại thiếu gia a. Cái này các loại một loạt cải biến, nhượng Võ Hiểu Phỉ nghi ngờ trong lòng là càng ngày càng đậm hơn, nếu không trước mặt còn là tờ này khuôn mặt quen thuộc, nàng thật muốn hoài nghi trước mặt Diệp Thần Phong căn bản cũng không phải là nàng thanh mai trúc mã. Hiểu Phỉ tả, bên ngoài lạnh như thế, ngươi thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Diệp Thần Phong quan tâm hỏi. Hắn không định đem bọn họ hai cái đính hôn sự tình nói cho Võ Hiểu Phỉ, dù sao Võ Hiểu Phỉ trở lại kinh thành sau tự nhiên sẽ biết. Võ Hiểu Phỉ nhấp mân môi đỏ mọng, hỏi Thần Phong,
ngươi có thể nói cho ta biết thân thủ của ngươi tại sao phải thay đổi được tốt như vậy sao? Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, hiểu phỉ tả, cái này như thế nào cùng ngươi giải thích ni? Tự ta kinh hoàng chứng tốt sau đó, ta tự phát hiện được ta thân thủ thay đổi được đặc biệt lợi hại, với lại cảm giác cả người thay đổi được bất đồng. Diệp Thần Phong nói một cái lời nói dối có thiện ý. Võ Hiểu Phỉ lặng lẽ gật đầu, Diệp Thần Phong cải biến đều là ở hắn kinh hoàng chứng tốt sau đó, cho nên Võ Hiểu Phỉ cũng không có cho rằng Diệp Thần Phong đang nói dối, dù sao cái này trên thế giới chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Ngón tay ngọc đùa bỡn sợi tóc, Võ Hiểu Phỉ trên mặt biểu tình tăng thêm vài quyến rũ, nếu trong lòng nàng đã xác định đối Diệp Thần Phong có cảm giác, như vậy nàng đã nghĩ muốn nói ra, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên thế nào biểu đạt. Dù sao từ nhỏ đến lớn tại Diệp Thần Phong trước mặt nàng vẫn dùng thân phận của tỷ tỷ tự cho mình là. Thấy Võ Hiểu Phỉ thay đổi được nữ nhân vị 10 phần, Diệp Thần Phong trong lòng cảm thấy không ổn, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hiểu Phỉ tả đối với ta có ý tứ sao? Nếu quả như thật là như vậy lời nói, vậy thật có thể phiền toái. Diệp Thần Phong trong lòng liên tục cười khổ, Đường Hân cùng Triệu Huyền Đình hai nữ nhân này, hắn đều không biết nên an bài thế nào ni. Tuy rằng Triệu Huyền Đình nói qua không cần hắn phụ trách, thế nhưng Diệp Thần Phong có thể điều không phải ăn cơm phủi mông một cái rời đi mặt hàng. Hiện tại nếu như tại hơn nữa một cái Võ Hiểu Phỉ lời nói, như vậy thật là ba nữ nhân một máy hí, Diệp Thần Phong cũng không nhận ra cái này là diễm phúc a. Trước mắt hắn muốn nhất chuyện cần làm chính là đề thăng thực lực, cha mẹ tai nạn xe cộ liên lụy ra cổ võ cao thủ, dùng hắn hiện tại cấp 5 linh hồn lực trình độ, sợ rằng còn chưa đủ nhìn. Hắn không biết thời đại này cổ võ giới cao thủ rốt cuộc có bao cường hãn. Thần Phong, ngươi cho là ta thế nào? Võ Hiểu Phỉ thanh âm nhỏ yếu văn thanh, điều này làm cho thói quen cái kia tùy tiện Hiểu Phỉ tả Diệp Thần Phong thật đúng là trong lúc nhất thời thích ứng không tới ni. Nhìn Võ Hiểu Phỉ ánh mắt mong đợi, Diệp Thần Phong thật không dễ bàn một ít đả thương người, Võ Hiểu Phỉ ở trong lòng hắn là giữ lấy nhất định tỷ trọng, hắn càng không muốn nhìn thấy hắn Hiểu Phỉ tả thương tâm. Vì vậy liền nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ngươi rất tốt. Ta không phải hỏi ngươi cái này, nếu như ta làm bạn gái của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Võ Hiểu Phỉ nhất thời nhìn không được nói xong quá mức minh bạch, cảm thụ được Diệp Thần Phong ánh mắt nóng hừng hực, gò má của nàng thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, nàng thật muốn tìm cái địa vá toàn đi xuống, vội vã đứng lên, nói rằng, Thần Phong, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đùa với ngươi ni. Thời gian cũng không còn sớm, ta đi ngủ. Nhìn Võ Hiểu Phỉ chật vật rời đi hình bóng, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, Võ Hiểu Phỉ các loại biểu hiện đều chứng minh rồi nàng đối Diệp Thần Phong động tình. Ngày thứ hai thời gian, Hồ Vĩ, Võ Hiểu Phỉ cùng Tôn Bội Bội phải ly khai Nguyên Thủy Xâm Lâm, từ lúc ngày hôm qua Hồ Vĩ tự liên lạc với người tới nơi này tiếp ứng bọn họ, đồng thời ngày hôm nay muốn đem anh dũng hy sinh chiến sĩ thi thể toàn bộ trở về đi. Thần Phong, người thật không cùng chúng ta cùng nơi trở lại kinh thành. Vừa cảm giác qua đi, Võ Hiểu Phỉ tướng đêm qua xấu hổ vấn đề quên mất không còn chút nào, có chút không muốn nhìn Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ta tại ở đây còn có chuyện phải làm, lúc này cách tân niên cũng không có mấy tháng, đẳng lễ mừng năm mới thời gian ta sẽ phải trở lại kinh thành. Diệp Thần Phong, chờ ngươi trở về kinh thành nhất định phải đến kinh thành quân khu tới xem chúng ta. Là tối trọng yếu là ta muốn ăn ngươi nướng thỏ. Tôn Bội Bội đối Diệp Thần Phong nướng thỏ rừng còn là nhớ mãi không quên ni. Nhất nghĩ đến cái loại này mồm miệng lưu hương vị đạo, bụng của nàng lại không tranh khí hướng nàng phản kháng. Diệp huynh đệ, nếu ngươi không cùng chúng ta cùng nơi trở lại kinh thành, như vậy ngươi ở đây Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa bản thân phải bảo trọng, chuyện lần này muốn cảm ơn ngươi, nếu không ngươi chỉ sợ ta hiện tại đã tại Diêm Vương trên điện. Chờ ngươi trở lại kinh thành sau, ta nhất định muốn cùng ngươi uống quá mấy chén, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên tới tìm ta a. Hồ Vĩ vươn tay cùng Diệp Thần Phong lễ phép tính bắt tay. Diệp Thần Phong nói vài câu nói từ biệt lời nói sau, thân ảnh tự chui vào cây cỏ xanh trong rừng rậm, đợi đến đây tiếp ứng Hồ Vĩ người của bọn họ sắp đến, Diệp Thần Phong cũng không cần thiết lưu lai, dù sao càng ít người biết chuyện của hắn lại càng tốt, hắn hiện tại còn không ngờ kinh thành người biết hắn cải biến ni. Võ Hiểu Phỉ u oán hai con ngươi nhìn Diệp Thần Phong tiêu thất tại trong tầm mắt hình bóng, trong lòng có một luồng thất vọng, rất hối hận tối hôm qua vì sao không có dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng ni. Hiểu Phỉ tả, đừng xem,
người đều đi được không có ảnh. Tôn Bội Bội cười đùa nói. Võ Hiểu Phỉ hồi qua thần, đôi má hơi phiếm hồng đạo, người nhà đầu kia, xem ra ngày hôm qua dạy dỗ ngươi còn không khắc sâu à. Nói Võ Hiểu Phỉ hướng phía Tôn Bội Bội đánh móc sau gáy. Hồ Vĩ mỉm cười lắc đầu, nhìn Diệp Thần Phong rời đi phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, ta chờ mong ngươi cường thế hồi kinh như vậy một ngày, nhượng kinh thành những người đó xem thật kỹ một chút, rốt cuộc ai mới là phế vật. Diệp Thần Phong thân ảnh ly khai không bao lâu sau, trên bầu trời tự bay tới nhiều giá phi cơ trực thăng, xem ra Hồ Vĩ bọn họ tiếp ứng tới. Chương 118, Tây Viên trấn biến cố. Cùng Võ Hiểu Phỉ, Hồ Vĩ, Tôn Bội Bội phân biệt sau đó, Diệp Thần Phong trực tiếp về tới Nguyên Thủy Sâm Lâm chính giữa chỗ sơn cốc, khắp nơi trên đất Vân Đằng Cô là không thể có thể thoáng cái chuyên trở ra ngoài. Diệp Thần Phong dự định trước ly khai Nguyên Thủy Sâm Lâm bang phụ thân của Thiết Ngưu Vương hữu lợi khu trừ trên người kịch độc sau đó trở về tại chỗ này sơn cốc chính giữa an tâm để thăng thực lực. Dù sao sơn cốc chính giữa chướng khí đều không phải một sớm một chiều hội tiêu tán, Diệp Thần Phong là dựa vào linh hồn lực chống đỡ mới miễn cưỡng có thể không bị chướng khí ăn mòn, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sau khi rời đi, có người hội tiến nhập chỗ này sơn cốc. Hơn nữa cho dù có người vào được thì thế nào ni? Bọn họ 8 phần 10 hội coi Vân Đằng Cô là làm là độc cái nấm, đừng nói là đi hái, thậm chí khả năng liền bính cũng không dám bính một tí. Diệp Thần Phong tại hoàng sắc cự mãng trên thi thể cắt lấy một đoạn thịt, hắn tin tưởng chỉ cần Vương Hữu Lợi ăn hoàng sắc cự mãng thịt sau, kịch độc trong cơ thể tự mới có thể không chừng trị mà khỏi bệnh. Tại Nguyên Thủy Sâm Lâm chính giữa tìm vài miếng đại thụ diệp, tướng hoàng sắc cự mãng bánh bao lên, nói tại xong xuôi chính giữa, Diệp Thần Phong thân ảnh nhanh chóng hướng phía Nguyên Thủy Sâm Lâm xuất khẩu chạy đi. Mà giờ khắc này Tây Viên trấn bị rất nhiều cảnh sát vây lại. Sáng sớm hôm nay một nhóm phụ cận thành phố cảnh sát đi tới Tây Viên Trấn, đối Tây Viên Trấn thôn dân là một trận quyền đấm cước đá. Cái này nhóm cảnh sát người dẫn đầu là cảnh sát cục trưởng, tên gọi Điền Hạ, lớn lên tặc mi thử nhãn, nếu không mặc trên người cảnh sát chế phục, phỏng chừng không ai sẽ đem cảnh sát nhất từ cùng hắn liên lạc với. Cái này Điền Hạ là Đao Ba Lưu đệ đệ, Đao Ba Lưu trước đó không lâu tại Tây Viên Trấn chiếm núi làm vua. Trong đó mò được không thiếu chỗ tốt đều vào Điền Hạ trong túi. Vừa nghe nói ca ca của mình chết đi tin tức, Điền Hạ tự hấp tấp đi tới Tây Viên Trấn, nên vì ca ca của hắn báo thù, dù sao Tây Viên Trấn thế hệ này là không chính phủ quản hạt giải đất, hắn làm như vậy ngược lại cũng không sợ cấp trên truy cứu tới. Đào Ba Lưu mấy năm nay sở dĩ tới chỗ nào đều có thể đủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, sợ rằng trong đó đủ có Điền Hạ cái bóng a. Cái gì mới là quan phỉ cấu kết? Đao Ba Lưu cùng Điền Hạ đây đối với thân huynh đệ chính là ví dụ tốt nhất. Các ngươi biết ta ngày hôm nay vì sao muốn tới Tây Viên Trấn sao? Bởi vì các ngươi những người này là giết ca ca ta Đao Ba Lưu hung thủ, ta làm một danh cục cảnh sát cục trưởng, là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, cho nên các ngươi nhất định phải vì chuyện này nỗ lực ứng hữu đại giới. Điền Hạ tặc Lưu Lưu trong mắt tại viền mắt trung chuyển động, nói ra lần này cải biến sự thật lời nói sau, nhất điểm cũng không tim đập đỏ mặt. Tây Viên Trấn tên thôn một đám trong lòng không phẫn, những cảnh sát này quả thực chính là khoác cảnh y thổ phỉ mà. Một gã còn trẻ khí thịnh thanh niên trong miệng thấp giọng nói một câu, Đao Ba Lưu là thổ phỉ, tử đáng đời, hắn tại chúng ta Tây Viên Trấn cũng không biết làm nhiều ít chuyện ác ni. Thanh niên tiểu thanh lầm bầm bị Điền Hạ nghe được, Điền Hạ nhìn đối phương, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói rằng, người đứng ra cho ta, có chuyện coi như ta Điền Hạ mặt nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Không phải nói cảnh sát đều là nhân dân công bộc sao? Ta nhất định sẽ không làm khó ngươi. Tên thanh niên kia không quan tâm bên cạnh lôi kéo ống tay áo của hắn cha mẹ của, từ trong đám người đi ra, lấy dũng khí nói rằng, ta nói Đao Ba Lưu chính là cái thổ phỉ, người giống như hắn vậy là chết chưa hết tội. Phanh, một tiếng, tại thanh niên nói xong đồng thời, Điền Hạ từ bên hông rút ra một cây súng lục, nhắm ngay thanh niên trái tim tự nả một phát súng. Cổ họng trong hắc hắc cười một tiếng, nói rằng ta Điền Hạ mặc dù là một cái giảng đạo lý người, thế nhưng đối với các ngươi những này người mang tội giết người mà nói là không có đạo lý có thể nói. Đạn một nhập thanh niên trái tim sau, thanh niên thân thể co quắp hai cái sau, tự chậm rãi chiêu sau ngã xuống, có thể nói là nhất phát súng lấy mạng. Thanh niên phụ mẫu vội vã từ trong đám người đi ra, phe phẩy tay của thanh niên cánh tay.
trong miệng ô nức nở nuốt, bọn họ thật không có nghĩ đến con trai mình sẽ chết tại trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là bị cảnh sát cấp nổ súng bắn tử. Đứng ở một bên Thiết Ngưu song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hoàn hảo Mao Khang Bình kịp thời kéo lại Thiết Ngưu cánh tay, nói rằng, Thiết Ngưu, ngươi có thể không nên vọng động a. Ngươi không có Diệp tiên sinh bản lĩnh, đứng đi ra cũng là bị bọn họ nhất thương đánh chết mệnh. Thiết Ngưu cắn răng, có lẽ là cho rằng Mao Khang Bình nói đúng, nắm chặt hai tay của mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Ta nghe nói ca ca ta Đao Ba Lưu trước khi chết nguyên bản muốn hưởng thụ một nữ nhân. Nếu hắn không có cách gì hoàn thành sự tình để ta cái này làm đệ đệ tới kết thúc công việc đi. Thức thời thì trách ngoan ngoãn đứng ra cho ta. Điền Hạ nhìn Tây Viên Trấn một đám thôn dân quát dẹp đường. Tây Viên Trấn thôn dân vẫn là vô cùng đoàn kết, một đám cúi đầu đều không nói lời nào, bọn họ cũng sẽ không làm một ít sinh nhi tử không có thí mắt sự tình. Rất tốt, các ngươi đảo là phi thường giảng nghĩa khí ni a. Như vậy chúng ta tới chơi cái trò chơi, kế tiếp mỗi qua một phút đồng hồ ta tự hội nổ súng giết chết một người người, thẳng đến trước đây nữ nhân kia đứng ra mới thôi. Điền Hạ nhìn đồng hồ tay một chút tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Tí tách, tí tách, tí tách, rất nhanh nhất phút đã đến, Điền Hạ tướng họng nhắm ngay đoàn người, lẩm bẩm ta nên trước hết giết ai đó. Chậm đã, người ngươi muốn tìm chính là ta. Trước đây bị Diệp Thần Phong từ Đao Ba Lưu thủ chính giữa cứu được người thiếu nữ kia, thân thể chiến chiến nguy nguy từ đám người mặt sau cùng đi ra, trên mặt của nàng tuy rằng hiện đầy kinh hoàng, nhưng nhìn không được có một ít vẻ hối hận, bởi vì nàng càng thêm không muốn nhìn thấy Tây Viên Trấn bởi vì nàng mà chết đi. Điền Hạ thu hồi súng lục, Tặc Lưu Lưu hai mắt nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, trong miệng phát sinh xách 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 thanh âm, sau đó mới lên tiếng, quả nhiên là cái nộn sổ tử, ngày hôm nay ta cũng tới hưởng thụ một hồi. Các ngươi là cảnh sát, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi cùng này thổ phỉ có cái gì khác nhau? Tây Viên Trấn trưởng trấn thủ chính giữa chống quải trượng từ trong đám người đi ra. Cảnh sát vì sao không thể là thổ phỉ? Phải biết rằng các ngươi Tây Viên Trấn là không người quản hạt giải đất, thì là lão tử ta ngày hôm nay giết các ngươi toàn bộ người, lại có ai sẽ tìm tới ta? Ngươi cái lão nhân, ta xem đều tâm phiền. Phanh, một tiếng, Điền Hạ hướng phía Tây Viên Trấn trưởng trấn nả một phát súng, chỉ thấy lão nhân mi tâm xuất hiện nhất cái điểm đỏ, trong miệng đứt quảng nói rằng, ngươi hội báo ứng. Lời nói vừa mới nói xong, thân thể của lão nhân tự lung lay sắp đổ chiêu trên mặt đất điệt đi. Thấy rõ ràng, lão nhân này chính là của các ngươi kết cục, ai nếu như còn dám ở trước mặt ta huyên thuyên lời nói, lão tử ta sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương gia. Điền Hạ dùng tay áo xoa xoa súng lục nòng súng uy hiếp nói. Ngược lại rồi hướng dưới tay hắn 5-60 danh cảnh sát ra lệnh, các ngươi cấp ta thật tốt nhìn những. Này thổ bao tử, có thể trưởng cục các ngươi ta ăn thịt, vẫn có thể cho các ngươi ăn canh ni. Những cảnh sát kia nhìn thiếu nữ nũng nịu, điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trong lòng tượng là bị mèo móng vuốt tại cù lét xương thông thường, vội vã miệng đồng thanh hồi đáp là, cục trưởng, chúng ta nhất định hội nhìn cho thật kỹ những người này. Chương 119, cảnh sát không dậy nổi sao? Ngươi cái tiểu lãng chân, đợi để lão tử ta cho ngươi thoải mái ông trời đi. Điền Hạ cầm lấy tay của thiếu nữ cổ tay sẽ hướng tới rừng sát ở bên cạnh trên xe cảnh sát toàn, xem ra hắn là dự định muốn chơi một lần xe chấn. Người thiếu nữ kia dường như giống như chim sợ ná, thân thể dùng sức lui về phía sau, thế nhưng lực lượng của nàng xa xa không sánh bằng Điền Hạ, bị Điền Hạ lôi kéo cổ tay dám kéo dài tới xe cảnh sát trước. Các ngươi những xúc sinh này không bằng gì đó, các ngươi xứng mặc vào cái này thân chế phục sao? Tây Viên Trấn trong đám người cũng không biết là ai hô lên một câu như vậy, bọn họ thật là không thể nhịn được nữa, những người này có thể được gọi là cảnh sát sao? Cảnh sát đều không phải đại biểu cho chánh nghĩa sao? Các ngươi đều cấp ta thành thật một chút, nếu là quấy rầy cục trưởng chúng ta hăng hái, tự cho các ngươi nếm thử đạn vị đạo. Điền Hạ thủ hạ một gã cảnh sát cục đại đội trưởng cổ họng trong quát dẹp đường, hắn muốn tại Điền Hạ trước mặt thật tốt biểu hiện. Có thể sau đó hắn là có thể là người thứ nhất ăn canh người. Người buông ra chúng tôi muốn cùng bọn họ liều mạng. Thiết Ngưu lại cũng không thể chịu đựng được, hai con người đỏ bừng không gì sánh được, đối bên cạnh lôi kéo hắn Mao Khang Bình quát dẹp đường. Thiết Ngưu, người lãnh tĩnh nhất điểm, như người vậy xông ra coi như là chịu chết.
Mao Khang Bình cực lực khuyên. Lúc này Thiết Ngưu là ăn quả cân quyết tâm, tức giận nói rằng, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi không thể đủ nhìn cái này bang món lòng tại Tây Viên chấn náo đi xuống. Thiết Ngưu bỏ qua rồi Mao Khang Bình bàn tay, không chút do dự đi ra đoàn người, đối sắp muốn lôi kéo người thiếu nữ kia tiến vào trong xe cảnh sát điền hạ, quát ngươi cái món lòng, cấp chúng tôi thả nàng. Thực sự là đủ đáng ghét, các ngươi cấp ta chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn, cho nữa hắn ra đi. Điền hạ nói xong sau, đã đem thiếu nữ kéo vào bên trong xe cảnh sát, thuận lợi đóng cửa xe lại. Buông, 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 ô ô ô, trong xe cảnh sát truyền tới thiếu nữ giãy giụa cùng tiếng khóc, nghe được Thiết Ngưu bay thẳng đến xe cảnh sát vào tới. Phanh một tiếng súng vang, danh đại đội trưởng bay thẳng đến Thiết Ngưu đại thối nả một phát súng, Thiết Ngưu một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất, chăn bắn ra chính giữa trên chân trái rất nhanh chảy ra máu tươi. Thiết Ngưu cắn chặt hàm răng, cố nén trên chân trái đau xót, từ dưới đất từ từ đứng lên, tại hắn vừa đứng thẳng người thời gian, lại là phanh một tiếng súng vang, lúc này đạn xuyên qua hắn trong đùi phải, có thể dùng Thiết Ngưu cả người té lăn quay trên mặt đất. Danh đại đội trưởng trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nói rằng, ta xem ngươi bây giờ còn thế nào đứng lên. Chỉ ngươi tên nhà quê này cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không điềm lượng một chút bản thân có bao nhiêu năng lực. Thiết Ngưu cổ họng trong phát ra kêu đau một tiếng, hai chân không thể đủ đứng lên, hắn lợi dụng hai tay một chút xíu hướng phía xe cảnh sát leo đi, lúc này trong lòng hắn chỉ có một tín niệm, tuyệt đối không thể đủ nhượng người thiếu nữ kia cấp điền hạ cái này món lòng cấp làm bẩn. A danh đại đội trưởng cổ họng trong cười lạnh một tiếng, đi tới Thiết Ngưu trước mặt, dùng đế giày bản hung hăng dẫm nát Thiết Ngưu trên mu bàn tay, nói rằng thật đúng là không nhìn ra. Người cái thổ bao tử dĩ nhiên là cái xương cứng. Đã như vậy ngươi đến Diêm Vương trên điện đi thật tốt tỉnh lại đi. Danh đại đội trưởng súng trong tay nhắm ngay Thiết Ngưu đầu, Tây Viên trấn thôn dân muốn đi tới cứu, nhưng nhìn đến chu vi một đám cảnh sát thủ chính giữa đối chuẩn thương quản sau, bọn họ đều chỉ có thể tướng cái này miệng tức giận hướng tới trong bụng nuốt, dù sao cái này trên thế giới đại bộ phận người đều là sợ chết, bọn hắn cũng đều biết xông lên bang Thiết Ngưu hậu quả, chỉ có một con đường chết, nhưng lại căn bản cứu không được Thiết Ngưu mệnh. Theo phanh một tiếng súng vang, Mao Khang Bình cùng với Tây Viên trấn thôn dân rối rít nhắm hai mắt lại, bọn họ đều không đành lòng thấy Thiết Ngưu đầu nở hoa tràng diện. Chu vi đột nhiên thổi qua một trận kình phong, danh đại đội trưởng chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái, trước mặt tự xuất hiện nhất đạo thân ảnh, với lại hắn bắn ra đạn lại có thể bị đạo thân ảnh này chủ nhân vươn tay cấp tay không tiếp nhận. Trên mặt hắn ánh mắt đắc ý trong nháy mắt động lại. Mao Khang Bình từ từ mở ra hai con ngươi. Khi hắn thấy đạo kia che ở Thiết Ngưu thân ảnh trước mặt thời gian, trong miệng hưng phấn hô đạo, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh trở về. Thôn dân chung quanh cũng sôi nổi mở mắt ra, khi thấy là Diệp Thần Phong đúng lúc sau khi xuất hiện, một đám là so với Mao Khang Bình đều muốn kích động cùng hưng phấn. Cổ họng trong cao giọng hô đạo, tiểu thần tiên trở về, tiểu thần tiên trở về, giá hạ tử chúng ta Tây Viên trấn được cứu rồi. Từ lần trước đào ba lưu sự tình sau, Tây Viên trấn thôn dân đều coi Diệp Thần Phong là làm là thần tiên, bây giờ thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, bọn họ chẳng khác nào là thấy được cứu tinh. Diệp Thần Phong hai con người vô cùng băng lãnh, Tây Viên trấn là không chính phủ quản hạt giải đất, những cảnh sát này tại Tây Viên trấn bị đao ba lưu bọn họ chiếm lĩnh thời gian không có tới, thế nào đao ba lưu bọn họ một đám đạo tặc mới tử không bao lâu, những cảnh sát này sẽ tới Tây Viên trấn nghi. Cho nên Diệp Thần Phong thì là không hỏi bất luận kẻ nào. Hắn cũng biết trong đó nhất định có mở ám. Xì một tiếng, tay không kế tiếp viên đạn, bị Diệp Thần Phong trực tiếp bắn ra vào danh đại đội trưởng cánh tay trong, với lại tốc độ kia cùng lực lượng chút nào không bằng nòng súng tử trong bắn ra yếu nửa phân. A, cổ họng trong phát sinh một tiếng thống khổ thét chói tai, danh đại đội trưởng từ trong khiếp sợ hồi qua thần, có thể là Diệp Thần Phong thủ đoạn kinh sợ đến hắn, trong miệng đô lầm bầm nang đạo, ngươi là ai? Ngươi không cần loạn tới. Chúng ta là cảnh sát, ngươi cái này là đánh lén cảnh sát, là hành động phạm pháp. Cảnh sát rất tài ba sao. Diệp Thần Phong hai tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chăm chú vào trước mặt danh đại đội trưởng. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh, nhanh giết hắn cho ta. Danh đại đội trưởng liền vội vàng lui về phía sau vài bước ra lệnh. Cảnh sát chung quanh đều thấy được vừa rồi Diệp Thần Phong tay không nhận đạn một màn, không dám có chút qua loa. Sôi nổi tướng họng nhắm ngay Diệp Thần Phong, không
không chút do dự bóp cò tiến hành một lần mãnh liệt bắn phá. Diệp Thần Phong liền tránh thoát tâm tư cũng không có, cấp 5 linh hồn lực phóng ra ngoài, nguyên bản bắn về phía hắn đạn đều không ngoại lệ thay đổi phương hướng, bắn về phía nổ súng cảnh sát. Cái này bằng ăn mặc đồng phục cảnh sát người cặn bã lưu trên đời này cũng chỉ hội hại nhân, Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực khống chế được đạn, tướng quay đầu đạn toàn bộ chiếu vào mỗi một người cảnh sát trái tim chính giữa. 5-60 danh cảnh sát trong một cái hít thở toàn bộ đi gặp Diêm Vương ra, điều này làm cho danh đại đội trưởng sợ đến đúng quần trong chảy ra nước tiểu tới, cả người thay đổi được ngơ ngác ngây ngốc, đứng tại chỗ động liên tục đạn một cái khí lực cũng xử không được. Đã không có đám cảnh sát này uy hiếp sau đó, Tây Viên trấn thôn dân một đám trong cơn giận dữ hướng phía điền hạ xe cảnh sát đi, lúc này điền hạ xe cảnh sát cửa sổ bị tạo nên miếng vải đen, chỉ sợ hắn còn không biết phía ngoài biến cố ni. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua trước mặt bị hù dọa mông danh đại đội trưởng, tướng trên đất Thiết Ngưu cấp đỡ lên, Mao Khang Bình cũng vội vội vàng vàng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, tướng chuyện nơi đây đại khái nói với Diệp Thần Phong một lần. Chương 120, con bài chưa lật. Xe cảnh sát cửa xe bị điền hạ khóa từ bên trong, một đám tức giận thôn dân không có cách gì từ bên ngoài mở cửa xe, thế nhưng nếu như trễ một bước nữa lời nói, sợ là người thiếu nữ kia sẽ bị điền hạ xúc sinh này cấp làm bẩn. Diệp Thần Phong tại nghe xong Mao Khang Bình giản yếu tự thuật sau đó, làm cho đối phương đỡ Thiết Ngưu thân thể, còn hắn thì hướng phía điền hạ xe cảnh sát đi tới, trong miệng nói rằng, đại gia hỏa tránh ra, ta tới mở cửa xe. Tây Viên trấn thôn dân thế nhưng coi Diệp Thần Phong là làm thần tiên đối đãi, kết quả là một đám cấp Diệp Thần Phong nhường ra một con đường tới, Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 5 linh hồn lực lăn lộn, tay phải lôi kéo cửa xe tay cầm, xé kéo một tiếng, trực tiếp tướng cả quạt gió môn cấp ngạnh kéo xuống. Trong xe cảnh sát điền hạ vừa vặn tướng trên dưới quần áo toàn bộ bỏ đi, đang điên cuồng xé rách người thiếu nữ kia y phục trên người ni. Mà người thiếu nữ kia đang không ngừng phản kháng, non mềm trên gương mặt treo đầy giọt nước mắt, cựu tiểu thân thể một cái kình run rẩy, dường như một con tuyệt vọng chính giữa ra sức giãy giụa chim nhỏ. Cả quạt gió cửa bị kéo xuống, vù vù gió lạnh, tức khắc tới bên trong xe, lúc này đã là tháng 11 phần, khí trời từng bước có mùa đông mùi vị, huống chi là núi này trong thôn, ôn độ muốn so với trong thành thị càng thêm thấp. Toàn thân không có nhất bộ quần áo che thể điền hạ, toàn thân đánh một cái cơ linh, quay đầu vừa định muốn chửi má nó, liền thấy Diệp Thần Phong lãnh đạm biểu tình, cùng với Tây Viên trấn thôn dân nhìn hắn nhìn chằm chằm dáng dấp, còn không có đẳng hắn phản ứng kịp, thân thể hắn trực tiếp bị những này nổi điên thôn dân lôi hạ xe cảnh sát. Ngươi xúc sinh này không bằng gì đó, xem chúng ta không thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tượng loại người như ngươi cũng xứng làm cảnh sát cục trưởng. Chúng ta giết hắn vì trưởng trấn báo thù. Tây Viên trấn thôn dân một đám sôi nổi tại điền hạ trên người quyền đấm cước đá, bọn họ phải thật tốt tướng trong lòng thịnh nộ tại điền hạ trên người phát tiết ra ngoài mới bỏ qua ni. Diệp Thần Phong nhìn trong xe cảnh sát hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu nữ quần áo trên người bị xé rách thật nhiều chỗ, trên mặt kinh hoàng cùng sợ hãi còn không có rút đi, khi nàng ngẩng đầu thấy Diệp Thần Phong thời gian, nước mắt tức khắc dường như nước suối thông thường bừng lên, kiều tiểu thân thể thoáng cái nhào vào Diệp Thần Phong ngực trong, cổ họng trong tiểu thanh khóc thút thít, thần tiên ca ca, ta chỉ biết ngươi hội xuất hiện. Người thiếu nữ kia tuy rằng chỉ có 17-18 tuổi, thế nhưng thân thể đã đang chậm rãi trổ mã, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy ngực bị hai cái mềm nhũn tiểu man đầu cấp để, thuận lợi sờ sờ thiếu nữ đầu, tướng trên người áo khoác cưỡi ra cấp đối phương phủ thêm, nói rằng tốt, đừng khóc, ca ca sẽ giúp người báo thù. Diệp Thần Phong hơi trấn an một tí người thiếu nữ kia sau, đối này đang hành hung điền hạ thôn dân nói rằng, đại gia trước dừng một chút. Những thôn dân này nghe được Diệp Thần Phong lên tiếng sau, tuy rằng trong lòng tức giận còn không có biến mất, nhưng là vẫn rối rít đình chỉ động tác trong tay. Trên mặt đất không có mặc một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày điền hạ lạnh lạnh run, trên người là thanh một khối tử một khối ứ tổn thương, mũi bị đánh được ao hõm vào, bàn tay từ đầu đến cuối bụng tại trong quần, nếu không hắn dùng hai tay làm tốt phòng hộ thi thố lời nói, sợ rằng trứng chim đều muốn tại hành hung chính giữa bị thôn dân đá bạo. Điền hạ co do thân thể từ từ thư triển ra, từ trên mặt đất bò dậy, khi hắn thấy thủ hạ mình 5-60 danh cảnh sát toàn bộ bị đánh gục, liền còn sống danh đại đội trưởng cũng đờ đẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hình như là chúng ta thông thường,
trong lòng hoảng như té ngã để cốc, Tặc Lưu Lưu hai mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn biết đây hết thảy nhất định là tên này thanh niên tạo thành, bằng không những này thổ bao tử thôn dân làm sao sẽ nghe lời của hắn như vậy ni. Điền Hạ hai chân trụng lại, hai tay che hắn chim nhỏ, trong lòng tức khắc sinh ra một cái kế sách, trên mặt biểu tình khôi phục bình tĩnh, nói rằng, ngày hôm nay các ngươi nếu dám đem ta dù thế nào lời nói, ta dám khẳng định các ngươi nhất định không có ngày lành qua, ta Nhạc Phụ thế nhưng Đông Đan thị thị ủy thư ký Đinh Hồng. Cái này chỉ sợ sẽ là Điền Hạ sau cùng lá bài tẩy, có Đao Ba Lưu cái này loại thân ca ca người sẽ là cái gì hảo điều sao? Trước đây Điền Hạ hỗn đản này cũng không biết là dùng biện pháp gì lại có thể câu dẫn đến thị ủy thư ký nữ nhi, với lại thị ủy thư ký nữ nhi đối Điền Hạ cái này sao sao là muốn gì được đó, sau lại thị ủy thư ký thật sự là không lay chuyển được nữ nhi của hắn, đành phải đồng ý nhượng Điền Hạ làm con rể của hắn. Bằng không chính là một chỗ bí có thể làm được Đông Đan thị cảnh sát phân cục cục trưởng sao? Không nên nhìn Đông Đan thị là nước hoa biên cảnh thành thị. Chuyện giết người phóng hỏa tình trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh, thế nhưng tại Đông Đan thị làm quan nước luộc nhất phong phú, có câu không phải như vậy nói mà. Thế cục vượt qua loạn tự vượt qua có thể mò tiền. Hiện tại Điền Hạ thủ hạ 5-60 danh cảnh sát toàn bộ bị giết chết, hắn có 10 phần nắm chặt có thể nhượng Tây Viên chấn những. Này thổ bao tử chịu không nổi, còn có con quỷ nhỏ hắn nhất định phải thật tốt ở trên giường làm chết nàng. Hiện tại các ngươi hướng ta xin lỗi còn kịp, còn có chuẩn bị một cái gian phòng, nhượng ta bả chuyện mới vừa rồi xong xuôi. Điền Hạ Lý trực khí tráng nói rằng, chí ít hiện tại hắn vẫn không thể đủ cùng những người này xích mích ni. Chỉ có thể trước uy hiếp, đằng trở về Đông Đan thì lại viện binh qua đây sửa trị những. Này thổ bao tử! Diệp Thần Phong khóe miệng mỉm cười, từ trong xe cảnh sát tướng Điền Hạ điện thoại di động đem ra, ném cho đối phương, nói rằng, nếu Nhạc Phụ ngươi là Đông Đan thị thị ủy thư ký, như vậy ta cấp một mình ngươi viện binh cơ hội. Diệp Thần Phong dự định là người tốt làm rốt cuộc, nếu như lỗ mãng nhiên nhiên giết Điền Hạ, có thể nhượng những thôn dân này tách ra nhất thời đau nhanh, thế nhưng chính như Điền Hạ nói, hắn người phía sau ai đi đối phó. Diệp Thần Phong không thể có thể vẫn đứng ở Tây Viên Trấn, cho nên dự định duy nhất bang Tây Viên Trấn thôn dân giải quyết những này phiền phức. Điền Hạ nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, lẽ nào đối phương cũng là cái có lai lịch chính là nhân vật, bất quá khi hắn thấy Diệp Thần Phong bẩn thỉu ăn mặc sau, lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này, đại gia tộc thiếu gia làm sao sẽ tới đây loại bình khốn vùng núi ni. Lẽ nào hắn là muốn nhượng ta bà ta Nhạc Phụ gọi tới sau, tới cái một lưới bắt hết. Dù sao hắn 5-60 danh thủ hạ bị một kích bị mất mạng sự tình đặt tại trước mắt, tuy rằng hắn không biết Diệp Thần Phong là làm sao làm được. Thế nhưng hắn rất khẳng định đối phương tuyệt đối đều không phải một cái người lương thiện. Tả Nhĩ Tư niệm tiểu thuyết mới nhất. Lúc này hắn ngoại trừ gọi điện thoại viện binh, không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Điền Hạ tại trong điện thoại tướng chuyện nơi đây nói ngoa nói một phen. Tại trong điện thoại Nhạc Phụ của hắn Đinh Hồng cũng một tiếng đáp ứng, lập tức mang theo vũ cảnh bộ đội tới rồi Tây Viên Trấn. Diệp tiên sinh, ta xem chuyện này không dễ làm. Đông Đan thị thị ủy thư ký có thể điều không phải tốt trêu chọc a. Không nghĩ tới hỗn đản này còn là thị ủy thư ký con rể. Mao Khang Bình tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tiểu Thanh nhắc nhở. Diệp Thần Phong thần tình tự nhiên gật đầu, lúc này hắn dự định nhượng gia gia của hắn đứng ra giải quyết cái phiền toái này, hắn tin tưởng chỉ cần mình gia gia một chiếc điện thoại, cái gì Đông Đan thị thị ủy thư ký a. Coi như là tỉnh ủy thư ký chỉ sợ cũng có thể tại phân chung nội vén xuống đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.